Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Trong phòng bếp, anh Sa vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt say mê của Hàn Trần Phong. Bờ môi cô hé lên nụ cười ấm áp. Cô trong mắt anh lại càng thêm sáng rực. Anh về rồi đấy à? Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nha. Anh nói được. Khi mà quay trở lại thì anh đã thấy dọn sẵn một bàn thức ăn rồi. Màu sắc bắt mắt, hương thơm phừng phức làm cho người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay. Người đàn ông có chút ngạc nhiên, lắng thoáng nhìn tất cả chỗ đồ ăn trên bàn rồi hỏi. Đây là do em tự chuẩn bị sao? Đúng vậy. Sao thế? Không hợp khẩu vị của anh à? Không phải, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Anh Sa tháo tạp dề xuống, kéo ghế ngồi đối diện với anh. Ánh mắt áy náy của cô nhìn anh, mãi sau đó mới có thể thốt lên thành lời. Thực ra chuyện chiều nay em có chút nóng nảy, em xin lỗi. Bờ môi anh hé ra nụ cười hỏi ngược lại. Là vì vậy cho nên em mới vào bếp sao? Tuy không được như dì Trương nấu, nhưng mà đây là tấm lòng của em. Ngoài mẹ em ra thì anh là người đầu tiên được thưởng thức đấy. Một niềm vui sướng ban phát trong trái tim anh làm nó rộn ràng, đôi môi theo vô thức mỉm cười rạng rỡ. Dù sao thì em cũng đã có lòng thế này, anh không nỡ làm khó nữa. Vậy anh mau ăn đi, thử món này đi. Cô liên tục gắp thức ăn vào bát anh, miệng hí hửng cười không ngớt. Tuy chỉ là bữa ăn bình thường như bao lần, nhưng mà hương vị của nó có gì đó khác biệt. Anh không biết rõ đó là cái gì, nhưng mà khi nếm thử chúng, trong lòng anh dấy lên một niềm hạnh phúc vô tận. Hình như khoảng cách giữa hai người đang dần dần xích lại gần nhau. Gần đến mức chỉ cần hành động nhỏ quan tâm cũng đủ làm cho đối phương vui cả ngày. Đang trong lúc ăn, bờ môi của cô dính phải hạt cơm trắng. Người đàn ông chậm chậm dùng tay gạt đi. Hai ánh mắt, hai con người, hai tâm hồn dường như lặng im, nhịp tim đập vượt quá mức cho phép. Luồng không khí ấm áp thoáng tràn ngập trong căn thủ phủ triệu đô. Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, làm cho cả anh và cô giật mình quay trở về thực tại. Dì Trương từ trên tầng chạy vội vàng, kéo tay bà chủ sang hướng khác. Bà chủ, đừng làm phiền họ. Bữa tối nay đều là do cô chủ tự tay chuẩn bị, con nói muốn hâm nóng tình cảm đấy ạ. Bờ môi của bà Giang Bách Hợp nở ra nụ cười, thở dài bất lực. Tôi về chẳng đúng lúc chút nào. Thế nhưng bầu không khí hiếm hoi đó cũng đã bị phá hỏng rồi. Bữa ăn đặc biệt hiển nhiên trở thành bình thường như bao ngày. Sau khi ăn xong, Hàn Trấn Phong lên phòng. Anh ra thì dọn dẹp, mọi thứ đều quay về giống như lúc ban đầu. Mùa đông năm nay khá lạnh, khí lạnh xuyên thấu vào từng đốt xương sườn, hơi ẩm xuống mức thấp. Ở bên đường, những nhánh hoa mận trắng đã nở rộ, rồi lất phất những hạt tuyết đầu mùa. Cả bầu trời ngập màu trắng xóa, thêu dệt nên bức tranh đẹp đến động lòng người. Hạ Anh Sa dừng bước trước một cây mận, cung ngửa mặt lên, nhìn cánh hoa tuôn rơi theo những hạt tuyết bay bay. Đôi bàn tay xòe ra đón nhận, hưởng lấy những mỹ miều của thiên nhiên. Đôi môi hồng bồng bềnh thắp lên nụ cười giống như tia nắng nhỏ trong giới trần gian lạnh lẽo. Đôi chân cô xoay tròn theo quỹ đạo, thả hồn mình bay bổng trong thời khắc bình yên. Khắp thành phố giống như chìm trong cơn ảo mộng, như bắt đầu giấc ngủ đông. Người ta đã không còn thấy khói bụi mà chỉ nhìn thấy màu trắng tinh lất phất. Cô vốn yêu tiết, cũng chẳng biết là vì lý do gì, chỉ là cảm thấy nó đặc biệt, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, từ từ thu hút đôi mắt của cô. Hàn Trấn Phong trong bộ áo choàng màu nâu sữa cùng với chiếc khăn quàng cổ cùng màu, anh chậm chậm đi tới.
Sao em lại đứng đây? Để ngắm tuyết. Dáng hình cô nhỏ bé, sáng rực trong bầu trời tuyết trắng, nó thêu dệt trong đôi mắt của anh một sự sáng trong, mềm mại, ẩn dật và thuần khiết. Tuyết đầu mùa đúng là rất đẹp. Cô quay sang đáp trả. Năm nào chẳng có tuyết rơi chứ. Anh ngước mắt nhìn bầu trời, rồi đón nhận những hạt tuyết tinh khiết bay bay. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đứng dưới bầu trời ngắm nhìn tuyết như thế này. Cô lắc đầu nói đùa. Vậy sao? Thế thì anh quá lãng phí 30 mùa xuân của mình rồi đấy. Giọng nói của người đàn ông đột nhiên hạ âm lượng ở mức nhỏ nhất. Phải, giá như anh được gặp em sớm hơn. Cô ngờ ngợ hỏi anh. Anh nói gì cơ? Anh lắc đầu nói không có gì. Ngày hôm đó hai người ở bên nhau, cùng dạo bước trên những con phố phủ đầy tuyết trắng, cùng nhìn mùa đông tới, cùng ngắm cảnh đẹp mỹ miều. Cô nói đúng, đúng là anh quá lãng phí tuổi thanh xuân. Bao năm qua anh chưa từng sống cho chính mình, chưa từng hưởng trọn niềm vui. Cuộc sống của anh tẻ nhạt đến mức chỉ có công việc và điếu thuốc là bầu bạn. 30 năm thanh xuân chỉ sống trong mộng tàn và đấu đá. Chưa bao giờ anh dừng lại ngắm nhìn những thứ xung quanh, chỉ mải mê đuổi tìm những điều trước mặt. Cô bây giờ giống như ánh nắng len lỏi qua từng bọt tuyết, tỏa ra hơi ấm, thắp rọi trong trái tim của anh. Ánh sáng nhỏ bé đó vừa sưởi ấm vừa thức tỉnh sự cô đơn đã bị anh dìm chặt trong nhiều năm qua. Tại sao em lại thích tuyết chứ, anh Sa? Cô nở ra nụ cười rồi đáp. Cũng không biết tại sao nữa, em chỉ thấy thích nó và muốn có nó. Trên đời này, nếu thích một thứ mà cần phải có lý do, thì đó không phải là thích nữa rồi. Con người ta có nhiều cảm xúc. Thế tại sao anh phải banh não ra, nghĩ xem lý do là gì? Chẳng phải cứ để thuận theo tự nhiên là được à? Nghe xong câu nói này, anh hỏi tiếp. Vậy em đã từng thích ai chưa? Hạ Anh Sa ngơ người ra một chốc rồi mới phản ứng lại. Ý anh là kiểu nam nữ hay là kiểu khác? Là kiểu nam nữ đi. Vẫn chưa. Cô lắc đầu nói thêm. Có điều em xem phim, họ vẫn thường nói thích một người là khi làm gì cũng nghĩ đến người đó, thậm chí có những khi vu vơ cười một mình. Nói chung là một cảm giác rất đặc biệt, là trái tim rung động, là chỉ cần nhìn thấy người đó sẽ thấy vui vẻ. Anh luống cuống nói qua loa. Em có vẻ am hiểu quá nhỉ? Cô cười nhạt. Xem phim nhiều thì tự ngộ ra thôi. Anh cũng nên xem một vài bộ phim để có chút cảm xúc, đừng có mãi vùi mình trong đống tài liệu nữa. Anh bĩu môi phản đối. Vô vị lắm. Có anh vô vị thì có. Anh luống cuống bước qua cô, trong đáy mắt lấp lửng như đang cố gắng che đậy một điều gì đó. Cô lặng lẽ khom lưng xuống, nắm lấy một bó tuyết trong lòng bàn tay, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Hàn Trấn Phong. Nghe tiếng gọi, anh quay lưng. Một quả cầu tuyết lã chã bay vào người anh, từng bọt tuyết tan rã in lên chiếc áo lông cừu nhẹ phe phất. Trên bờ môi cô nở ra nụ cười tươi như hoa, nụ hoa duy nhất giữa bầu trời ngập tuyết rơi. Anh ngỡ người đứng nhìn rất lâu, dường như tất cả trong mắt anh đều chẳng có gì sánh bằng cô gái này. Khi hai người quay trở về Hàn gia, bóng đêm đã bao trùm khắp thành phố. Đúng là tiết đông chưa kịp cười thì trời đã tối rồi. Thấy hai con cùng nhau trở về, bà Giang Bách Hợp tủm tỉm cười. Bà gấp tờ báo đang đọc dở đặt lên bàn, ánh mắt hướng về các con. Hai đứa về rồi đấy à, mau lại đây, mẹ có chuyện này muốn nói. Anh và cô đồng thời tiến đến ngồi xuống bên sofa. Bà nắm lấy tay của con dâu, vuốt vuốt âu yếm rồi nâng niu đôi tay gầy mềm mại đó. Mấy ngày nữa Hàn thị có tổ chức tiệc kỷ niệm 40 năm thành lập, hai con sắp xếp đến tham gia nha. Nhân tiện công khai mối quan hệ của hai đứa luôn. Trái ngược với vẻ mặt sửng sốt của anh Sa, Hàn Trấn Phong lại rất ung dung tự tại, như thể anh đã đoán trước được mọi việc. Tiệc đó có ba và mẹ là được rồi, mấy ngày nữa ở công ty con cũng có tiệc kỷ niệm. Bà Giang Bách Hợp kích động vỗ tay mấy cái liền rồi hí hửng cười nói. Thế thì hay quá, tổ chức chung luôn đi.
Con thấy sao, anh Sa? Bị dồn vào thế khó, cô chỉ đành cười gượng đáp qua loa. Con không biết. Không cho người đàn ông có cơ hội phản kháng, bà Giang Bách Hợp liền đứng dậy chạy ngay về phòng. Trước khi đi, bà vẫn không quên hắt lại mấy câu dành cho con trai. Bây giờ mẹ sẽ đi nói với ba con ngay đây. Cứ như vậy quyết định được đưa ra, không cách nào bàn cãi nữa. Anh Sa nối gót, chồng mình quay về phòng, mặt mày cô ủ rũ, bước đi lao đao như người mất hồn. Thấy như vậy thì Hàn Trấn Phong bèn lên tiếng hỏi. Sao thế? Vì chuyện bữa tiệc à? Theo bản năng cô gật đầu dù dị đáp. Em vốn chẳng thích những nơi như vậy. Hàn Trần Phong nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa rồi từ từ giảng giải cho cô. Lần này em có thể trốn, nhưng mà lần sau nữa thì sao? Em nghĩ mình có thể trốn tránh cả đời không? Thực ra thì ai cũng chán ghét cái cảnh nịnh hót, hoạt ngôn. Nhưng đã là một công ty thì là một tập thể, phải thường xuyên có hoạt động mới có thể tạo ra một khối gắn kết. Dù em muốn hay là không, thì bây giờ em vẫn là bà chủ tương lai của Hàn gia. Có rất nhiều bữa tiệc lớn hơn nữa cần em phải tham dự. Cho nên lần này em cứ xem như là một trải nghiệm cho bản thân mình đi. Cô thình lình ngồi bệt xuống bên cạnh anh, đáy mắt chất chứa ưu tư. Nhưng mà em không biết phải chuẩn bị những gì. Đôi môi anh nở ra nụ cười, một nụ cười chợt đến rồi chợt đi. Điều này em không cần phải lo, anh sẽ giúp em. Mà không thì có bà Giang rồi, nhất định bà ấy sẽ không chịu để cho con dâu thua thiệt đâu, em cứ yên tâm. Cô xoay người sang nhìn anh, ánh mắt cảm kích và xúc động. Cảm ơn anh, Trấn Phong. Cảm ơn gia đình anh nữa. Kể ra thì việc này là cũng có lợi cho anh. Dù sao thì đưa em theo cùng cũng dễ cắt những cái đuôi của mình. Cô bật cười thành tiếng. Ai bảo số anh đào hoa quá làm gì? Anh cũng có muốn đâu, là nó tự đến đấy chứ. Đồ tự luyến. Cô bĩu môi đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Dòng nước chảy xối xả, hương thơm sữa tắm nhẹ nhẹ tỏa hương. Tiếng cô ngân nga hát vang, thi thoảng lại tự mình cười thành tiếng. Hàn Trấn Phong ung dung nằm trên giường như đang chờ đợi, đôi môi thi thoảng lại tủm tỉm nở nụ cười. Một thoáng sau, nước ngừng chảy, bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nài nỉ. Anh có thể lấy giúp em bộ đồ được không, Hàn Trấn Phong? Giây phút mà anh háo hức chờ đợi đã tới rồi, đôi môi lại nở ra nụ cười đầy hiểm nghi. Không giúp, em tự mình ra lấy đi. Anh Sa tự va mình vào tường như chút cơn giận. Thường ngày vụng về thì cũng thôi đi, bây giờ đến đi tắm cũng quên lấy đồ quần áo là thế nào chứ? Nhưng mà em không có gì để mặc ra ngoài cả. Hiếm hoi thế cảnh, người đàn ông bật cười thành tiếng. Anh mon men bước đến, đứng trước cửa phòng tắm. Thì anh cũng đâu bảo em mặc gì đâu, cứ như thế mà đi ra thôi. Hai hàm răng của cô nghiến vào ken két. Cô chỉ hận không thể lập tức lấy mạng người đàn ông thích đùa không đúng lúc. Anh đừng đùa nữa, mau lấy quần áo giúp em đi. Anh cứng đầu từ chối. Không giúp, em tự mình ra lấy đi. Hay là cơ thể em có gì đó xấu xí, không muốn anh nhìn thấy à? Sự tức giận trong người cô dâng lên tận não. Cô hậm hực. Anh đừng có mà rủ thói biến thái ra nữa, mau lấy giúp em đi. Nếu anh cứ muốn rủ trò biến thái thì làm sao nào? Dù gì thì chúng ta cũng là vợ chồng rồi, đã lãng phí quá nhiều thời gian mặn nồng, đêm nay là thời điểm thích hợp đấy chứ. Anh Sa tức điên lên, cô thét ra lửa. Hàn Trấn Phong, em mà ra ngoài được thì anh chết với em. Anh thách em ra ngoài được ngay bây giờ đấy, như thế thì anh có chết trong tay em cũng cam tâm tình nguyện. Trước sự tức tối của cô, anh đắc chí cười hớn hở. Cô ở bên trong ăn cục tức đến mức chẳng nói nổi thành lời. Hàn Trấn Phong đành tiến tới vali lấy quần áo giúp cô. Anh khẽ gõ cửa phòng tắm. Mở cửa lấy đồ đi. Cô run rẩy mở cửa, nhận lấy quần áo trong tay anh. Sự thực làm cho cô hụt hẫng, giọng nói lúc đó giống như là mắc nghẹn. Còn thiếu đồ bên trong nữa. Lần đầu tiên anh luống cuống, sắc mặt đỏ ửng, vẻ ngại ngùng. Anh chậm chậm bước về tủ, mở ngăn nhỏ bên góc trái, tay run run nhặt lấy hai mảnh mong manh màu đỏ, rồi tiến đến đặt vào trong tay cô.
Sau khi thay đồ gọn gàng trở ra, cô liếc thấy người đàn ông đang rối ren ngồi bên cửa sổ liên tục uống nước. Cô nhếch môi đầy ẩn ý, chậm rãi bước đến gần anh. Hàn thiếu gia, anh có vẻ thích đồ màu đỏ nhỉ? Trong đó nhiều loại như vậy, tại sao cứ phải chọn màu đỏ chứ? Anh giả vờ ho nhẹ hai tiếng để cố gắng che đậy sự ngượng ngùng. Chỉ là tùy tiện lấy một cái thôi. Thật sự chỉ là tùy tiện, không phải là cố ý sao? Không hiểu sao anh có thể nhanh chóng lấy lại thần trí như vậy. Anh đứng dậy đối diện cô, ghé mặt sát về cô, khiến cho cô ngây người bất động. Đúng là anh thích màu đỏ, và anh cũng thích ăn sạch em. Người đàn ông bước lên một bước, chân cô run rẩy lùi về sau một bước, rồi cuối cùng bất cẩn ngã nhào xuống giường. Anh khom lưng cúi thấp xuống, hai tay chống bên cạnh cô, mặt đối mặt, môi kề môi. Thời gian như ngưng động, từ từ đôi môi của anh dần dần áp sát mặt cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô ngoảnh mặt né tránh. Anh chỉ cười mà không thúc ép như lần đầu tiên. Sao thế? Bạn nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà. Không, không dám nữa. Anh cúi sát tai cô thì thầm. Thực ra ban nãy không phải là anh ngại đâu, mà là anh muốn. Nếu bây giờ anh không thể nào kiểm soát được mình thì phải làm sao đây? Cô hoảng sợ đẩy anh sang một bên, rồi đứng phắt người dậy. Không chịu được thì cũng phải chịu. Giọng cô ấp úng, hai má đỏ ửng như gấc, tay chân lẩy bẩy, trái tim thình lình đầy sự phẫn nộ. Những ngày đông rét mướt, người người vội vàng hơn. Không khí trong công ty BJ cũng ảm đạm hơn trước. Mọi người đều tập trung vào công việc, hy vọng có thể được về sớm hơn. Nếu phải tăng ca đến tận khuya thì chắc là sẽ bị khí lạnh nuốt chửng mất. Trong khi tất cả mọi người đang dần tan ca, Hạ Anh Sa một mình cặm cụi bên máy vi tính. Cho dù là ai gọi cô cũng chỉ đáp qua loa, nhất định không chịu về. Sau khi xong việc, cô mới nhận ra trời đã tối từ lâu rồi. Màn đêm đặc quánh bao trùm cả không gian, hạt tuyết trắng dày cộm lất vất. Cô chống tay lên cằm, say sưa ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Một mình cô đối diện với không gian mênh mông, có chút choáng ngợp, nhưng mà cũng có cảm giác thích thú đấy chứ. Một tiếng quát tháo làm cho cô giật mình, lay gọi thần trí của cô ra khỏi những rối ren. Em không cần mạng nữa có đúng không? Mấy giờ rồi mà còn ngồi đây? Hàn Trấn Phong thở hồng hộc xông vào, đáy mắt anh đỏ lòm đầy sự giận dữ. Anh Sa thấy như vậy thì giật phắt người đứng lên, giọng cô ấp úng. Em định hoàn thành xong bản mẫu này rồi sẽ về, mà không ngờ trời lại tối nhanh như vậy. Theo nhịp thở tuôn lời ra, anh nắm lấy tay của cô kéo đi. Tối nay có mưa tuyết đấy, nguy hiểm lắm, em có biết không? Cô ngỡ ngàng nhìn đôi tay lạnh đang nắm chặt lấy cổ tay của mình. Cô nghe rõ tiếng anh thở hổn hển, cũng nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Hàn Trấn Phong. Biết thế rồi mà sao anh còn đến đây? Là vì... Định nói gì đó, bất chợt cổ họng anh nghẹn ứ, lời anh đã bị ngắt quãng. Vì bà Giang bảo anh đến tìm em. Câu trả lời làm cho cô khá thất vọng. Cứ tưởng là anh đến tìm là vì lo lắng cho cô, hóa ra tất cả là do cô ảo tưởng. Tảng băng thì vẫn là tảng băng, đá vẫn là đá, chỉ là một trái tim mỏng manh làm sao có thể đập vỡ nó cơ chứ. Về đến nhà, cô chào hỏi người lớn, sau đó thì lê bước lên trên phòng. Không hiểu sao lòng cô trở nên nặng trĩu, âm u, thỉnh thoảng lồng ngực nhoi nhói như có gì đó sắc nhọn đang từng nhát ghim vào. Cho dù Hàn Trấn Phong có nói gì, cô cũng bơ đi, làm như là mình không nghe thấy, làm như là mình không muốn trả lời. Bàn tay cô vừa nắm được then cửa đã bị một đôi tay khác chắc nịch ngăn cản. Hàn Trấn Phong nhìn dáng vẻ xám xịt của cô rồi hỏi, em sao thế? Cô ngước mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu. Không sao đâu. Nói xong thì tuyệt tình gỡ tay anh ra, mở cửa đi vào trong. Anh sững sờ tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng rầm ngay trước mắt mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau, Hàn Trấn Phong rời khỏi nhà từ sớm. Anh đến khu nhà ở phía tây thành phố để tìm Lục Viễn. Mới sáng ra đã bị gõ cửa ầm ầm, làm Lục Viễn tức muốn lấy mạng người khác. Cậu bị cái gì thế? Mới sáng sớm ra, có chuyện gì mà đến đây làm ầm ĩ hết cả lên?
Hàn Trần Phong ung dung đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, định rót ly trà nguội ngắt ra uống thì đã bị Lục Viễn ngăn cản. Đừng đừng, đừng uống trà đó. Uống xong mà bị lủng ruột là tôi đền không nổi đâu. Ly trà trên tay anh bị Lục Viễn cướp đi, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cậu nói xem, bác sĩ các cậu rảnh rang là sẽ cầu mong cho người ta bị bệnh sao? Lục Viễn vừa đi vào nhà pha ấm trà mới vừa nói vọng ra. Không phải là ai cũng được cầu mong cho bị bệnh cả. Riêng tôi thì tôi dành tất cả những ân ái đó cho cậu đấy. Ấm trà nóng được Lục Viễn bưng ra đặt trên bàn. Anh ta chậm rãi rót trà rồi lên tiếng. Cậu đến không chỉ để nói những lời phù phiếm đấy chứ? Hàn Trần Phong nhận ly trà nóng, hương thơm của trà hoa cúc dịu dàng, bọt nước sóng sánh, hơi nóng nghi ngút bốc lên. Anh nhìn ly trà một chốc rồi nâng nó lên, chùa môi thổi nhẹ uống một ngụm. Nếu tâm tư phụ nữ giống ly trà này thì tốt quá rồi. Câu nói không sớm không muộn làm cho Lục Viễn vừa nhấp ngụm trà đã phun sạch ra ngoài. Cậu vừa nói gì cơ? Hiếm khi nào thấy Hàn Trần Phong nhắc đến phụ nữ. Mặc dù Lục Viễn đã biết trước anh luôn luôn đối xử với Hạ Anh Sa rất đặc biệt, nhưng mà anh ta thật sự không ngờ mọi chuyện có thể tiến triển nhanh như thế. Hàn Trần Phong đặt ly trà xuống bàn, dựa lưng lên ghế sofa. Ý tôi là làm sao để biết phụ nữ đang nghĩ gì nhỉ? Dạo này tâm trạng của anh Sa thất thường, nắng mưa liên tục, làm cho bà Giang cứ làm phiền tôi suốt. Đôi mắt Lục Viễn chưa thể nào chớp nổi, xoay tròn bất động, một thoáng sau mới có thể ấp úng thành lời. Là vì bà Giang, chứ không phải là vì cậu thật sự quan tâm đến cô ấy sao? Nực cười, làm gì có chuyện đó. Nếu như cậu thật sự không quan tâm thì sẽ không bao giờ hiểu được cô ấy nghĩ gì, muốn gì và cần gì đâu. Đương nhiên anh có thủng tai cũng chẳng hiểu nổi những lời mà Lục Viễn vừa nói. Trong đôi mắt của anh bây giờ hiện lên sự bất lực, mâu thuẫn. Chưa bao giờ thấy bản thân mình rơi vào trong thảm cảnh như thế này. Lục Viễn không ngần ngại mà nói thẳng ra. Thực ra thì nếu cậu thật sự quan tâm đến cô ấy, nên mở lòng ra đi, Trần Phong. Đừng có mãi tỏ ra thái độ xa cách, chờ đến khi mà mất đi rồi có nuối tiếc cũng không kịp đâu. Hàn Trần Phong nhìn trực diện vào đôi mắt của Lục Viễn. Cái gì mà tôi thích cô ta chứ? Chỉ là tôi bị bà Giang ép buộc thôi. Lục Viễn muốn cười mà cười không có nổi. Anh gật gật đầu rồi nói. Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không có gì phải ngại nữa. Cơ thể Trần Phong bất động, cứng ngắc giống như là bị một thứ vỏ bọc băng tuyết đóng chặt. Anh ngước đôi mắt hoài nghi nhìn bản thân, rồi ngờ ngợ hỏi. Ý cậu là sao? Cậu thích cô ta? Lục Viễn thẳng thắn bộc bạch. Vốn dĩ tôi nghĩ cậu cũng thích cô ấy, cho nên chôn giấu tình cảm của mình. Tôi biết hai người đã kết hôn, tôi biết mình vô liêm sỉ, nhưng cậu cũng hiểu rõ về tôi rồi đấy. Chẳng dễ gì mới có thể rung động trước một người phụ nữ. Cho nên nếu như cậu thật sự không cần cô ấy thì để tôi chăm sóc cô ấy. Và tôi cũng không ngại cướp cô ấy đi nếu cậu dám làm tổn thương đến cô ấy. Càng ngày tâm trạng của Trần Phong lại càng trở nên hoang mang. Sao cậu không nói sớm, Lục Viễn? Bây giờ tôi và cô ấy thực sự đã kết hôn rồi. Tôi không muốn chúng ta vì chuyện này mà xảy ra vấn đề khó nói. Đôi mắt Lục Viễn cay cay, anh ta chống tay lên đầu gối, cúi sấp đầu xuống mặt sàn, giọng nói rầu rĩ, trầm ngâm. Kể từ sau khi cậu kết hôn với cô ấy, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ. Nhưng không ngờ tôi không làm được. Anh ngớ người nhìn Lục Viễn. Cho nên thời gian qua cậu là cố tình né tránh tôi sao? Lục Viễn ngửa mặt nhìn sự kinh ngạc của Hàn Trấn Phong, xót xa mà trả lời. Làm sao mà tôi có thể đối diện với cậu được chứ? Xin lỗi, là tôi có lỗi với cậu trước. Sau một hồi trầm ngâm, Trấn Phong nói tiếp. Được rồi, vậy cứ để cho cô ấy lựa chọn đi. Nếu như cô ấy chọn cậu thì tôi sẽ rời đi. Dù sao thì cuộc hôn nhân này của chúng tôi cũng là do mẹ tôi ép buộc. Có lẽ giải thoát sớm sẽ đỡ tổn thương. Đáy mắt Lục Viễn mở rộng mảng tối. Anh nhìn chăm chăm Hàn Trần Phong đầy bất lực.
Cậu đang nói thật đấy à? Tất nhiên. Anh đau đớn gật đầu, bao nhiêu cảm xúc đều bị anh dồn chặt trong lòng. Lục Viễn bình tĩnh hỏi thêm. Cậu cam tâm tình nguyện sao? Tất nhiên rồi. Anh cố chấp gật đầu. Là đang bộc bạch hay là dối lòng? Tự cậu hiểu rõ nhất. Suốt chặng đường đến công ty, người đàn ông lơ đãng như người vô hồn. Chẳng phải ban nãy anh còn nói khí thế lắm sao? Bây giờ cảm thấy hối hận rồi à? Chưa bao giờ anh thấy day dứt như thế này. Trong lòng anh rối bời bao nhiêu cảm xúc. Lý trí đang dần sứt mẻ bởi vì phải đấu tranh với trái tim. Từ trước đến nay, Hàn Trấn Phong này vẫn luôn luôn như thế. Luôn để sự lạnh lùng vô cảm che lấp đi ý muốn của bản thân. Chưa bao giờ dám thừa nhận những thứ anh cho là phù phiếm giống như tình yêu. Cái gì mà tình yêu, cái gì mà lời hẹn ước. Rốt cuộc thì người nói yêu ta là thật lòng hay giả tạo, là dùng con tim để đối đáp hay chút lý trí mỏng manh qua loa. Nếu là thật lòng, sao người ta đi không một câu từ biệt để ta cứ mãi ngóng trông thế này. 7 năm trước, anh đã gặp một thiếu nữ ở làng quê bình dị. Lúc đó, anh nửa thiếu niên, nửa người lớn, nhưng mà những gì anh nói đều là thật. Cô ấy có dáng hình thanh mảnh, mái tóc dài đen mượt, sống mũi cao tay, làn da mịn màng như tuyết, nụ cười đẹp như tiên nữ giáng trần. Anh yêu cô gái đó, bị cô hấp hồn ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Về sau anh luôn tìm cách để gặp gỡ rồi chơi đùa cùng cô, dần dần trở thành thân quen luôn. Trước khi trở về thành phố, anh đã hẹn gặp cô ấy ở bên cây đinh lăng ngoại thành. Chàng trai năm ấy khác với anh của bây giờ. Chàng trai đó gan dạ đối diện với lòng mình. Chàng trai dám tỏ tình với cô, đương nhiên cũng được cô chấp nhận. Hai người hứa hẹn là chờ nhau, chờ đến lúc mà anh quay lại, chờ đến lúc tương phùng. Nhưng khi anh quay lại thì cô bé đã rời đi. Không ai biết cô đã đi đâu. Nhưng người ta đồn đại cô cặp kè với người đàn ông già nua để dựa dẫm. Người ta chê bai, khinh miệt, chửi rủa cô vô nhân tính. Sự ngây thơ đơn thuần thuở ấy đã dần dần tan biến, mà thay vào đó là nỗi lòng oán hận đến tận tâm can. Cuối cùng thì sau lời định ước còn lại gì? Còn lại bóng dáng người xưa nhạt nhòa, giả tạo, hay còn lại dư âm sau những điều khủng khiếp mà cô đã từng gây ra? Thời gian qua đi, anh vẫn thỉnh thoảng quay về chốn cũ, hy vọng có thể gặp lại cô thêm một lần nữa để được nghe một lời giải thích. Nhưng cô chưa từng quay về, có lẽ là chưa từng nhớ đến anh, chưa từng nghĩ có một người đang chờ cô ở nơi xưa cũ. Tưởng chừng mối lương duyên, nhưng mà giữa đường lại bị đứt đoạn, làm cho người thanh niên thuở ấy suy sụp. Cũng vì vậy mà anh trở nên lạnh lùng vô cảm, chủ động tránh xa nữ sắc, khép chặt cánh cửa trái tim, vùi chặt nỗi đau năm xưa. Mặc dù vậy, cho đến tận bây giờ anh vẫn không hoàn toàn gỡ bỏ đi hiểm nghi sâu trong lòng. Thỉnh thoảng nghĩ lại mà vẫn cảm thấy đau nhói. Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa công ty, anh Sa hoảng hốt chạy đến gần. Anh vô tình lái xe vun vút lao đi ngay trước sự hồ hởi của cô. Anh thực sự không biết phải làm sao để đối diện với chính mình, với cô và cả Lục Viễn. Bữa trưa hôm đó, anh Sa không đến nhà ăn. Cô tranh thủ ra ngoài hẹn gặp Trình Nhu. Hai người ngồi đối diện với nhau ở trong quán cà phê hạng sang giữa lòng thành phố. Cô rầu rĩ mà lên tiếng nói. Thời gian qua, tôi cứ nghĩ rằng Trấn Phong đã thay đổi. Anh ấy quan tâm đến tớ hơn trước, nhưng thì ra tất cả là giả dối. Chỉ là không muốn bà Giang đau lòng thôi. Thế còn tớ thì sao? Anh ấy có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa? Tính tình lúc nóng lúc lạnh, vừa có chút cảm giác ấm áp đã bị anh ấy đẩy xuống hầm băng lạnh lẽo. Cứ tưởng rằng anh ấy đã có chút rung động, nhưng không ngờ tôi mới là người động lòng trước. Trình Nhu chống cằm, hướng mắt nhìn về phía của cô. Thế còn bác sĩ Lục thì sao? Tôi thấy anh ấy có vẻ cũng thích cậu đấy. Anh ra dùng tay mà búng trán của Trình Nhu. Cậu bị điên rồi à? Tôi là người đã có gia đình mà. Khuôn mặt Trình Nhu nheo lại, đôi lông mày nhấp nhô lên xuống liên tục. Nhưng mà tớ cảm thấy bác sĩ Lục tốt hơn tên họ Hàn đó gấp trăm lần. Dù sao thì hai người cũng chỉ kết hôn trên danh nghĩa, không tình cảm, không con cái, có cái gì ràng buộc đâu.
Đúng là bọn tớ chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nhưng hôn nhân đâu phải là chuyện đùa. Dù sao thì cũng liên quan đến hai bên gia đình nữa. Trình Nhu cười bất lực, cô khẽ gật đầu ưng thuận. Ừ, cũng phải, người có gia đình có khác, chững chạc hơn hẳn. Anh Sa cười nhạt. Cậu còn trêu tớ sao? Không dám, là thật lòng đấy. Dạo gần đây cậu trưởng thành hơn nhiều rồi, anh Sa. Thời gian hơn 1 tiếng nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc. Cô băng băng chạy về công ty. Vừa đến trước cửa phòng thiết kế đã đụng ngay Hàn Trấn Phong. Anh đang đứng chờ cô. Em đi đâu đấy? Cô chậm rãi bước tới, nở ra nụ cười ở trên vành môi. Em có hẹn nên ra ngoài một chút. Dù sao thì cũng là giờ nghỉ trưa, nhất định không làm chậm trễ công việc đâu. Được rồi, vậy em vào trong làm việc đi. Lời nói của anh làm cho cô có chút luyến tiếc. Anh chờ cô về để nói mấy câu vô vị thế này thôi sao? Rốt cuộc anh xem cô là gì? Anh muốn thì anh đến gần, còn không cần thì đẩy ra xa. Buổi tối ở Hàn gia, cả anh và cô đều ngồi chung trong một căn phòng, thở chung một bầu không khí, nhưng mà lại chẳng có ai nói vì ai cầu gì. Họ ngồi quay lưng về nhau, ngước nhìn bầu trời đen kịt, lất phất tuyết, nghĩ ngợi rất nhiều câu chuyện trên đời. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, rồi cũng sẽ có những chuyện bắt buộc phải đi trái ý với ý định của bản thân. Cũng như thể có những ngày nắng ráo, rồi sẽ có ngày mưa rơi. Đó vốn là quy luật của cuộc sống. Anh Sa nhớ tới những ngày tháng âm u ở Yên Xuân, nhớ đến hình ảnh mẹ mình vật vã với những cơn đau dữ dội, nhớ đến mình từng bị cả thế giới chỉ trích, nhớ đến tháng ngày chật vật vì đồng tiền. Những lúc đó cứ ngỡ tồi tệ lắm rồi, chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua được đâu. Nhưng cô lại không ngờ bản thân mình có thể làm được và làm rất tốt. Bây giờ tuy không lao đao như ngày đó, nhưng bao nhiêu vụn vặt ở trong cuộc sống dồn nén cũng khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Ngày trước dù thế nào thì cũng có mẹ ở bên cạnh sẻ chia. Bây giờ cô chỉ có thể một mình chống chọi tất cả. Thắng thua, thành bại đều phải tự dựa vào chính bản thân mình. Luồng suy nghĩ khiến cho tâm hồn cô bay lơ lửng cho đến khi mà gục trên bàn, ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Đến khi anh quay đầu nhìn thì cô đã ngủ say rồi. Người đàn ông chậm rãi bước tới, vén mái tóc mềm của cô lên để mà ngắm nhìn gương mặt thánh thiện thật kỹ. Một lát sau, anh nhẹ nhàng bế cô lên giường ngủ, cẩn thận đắp tấm chăn lên người cô và tắt điện. Anh nằm trên sofa, vừa chật vừa ngắn, đã mấy tháng qua, không thể nào quen nổi, phải thao thức rất lâu, anh mới có thể ngủ được. Thời gian tới, bầu không khí giữa cô và anh căng như dây đàn. Luồng khí lạnh lẽo tỏa ra, khiến cho trên dưới công ty gần như là đóng băng. Họ không nhìn nhau, không nói với nhau câu nào, chỉ bên nhau như người vô hình, làm việc chung trong một công ty, ở chung dưới một mái nhà. Điều đó khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên xa cách. Nỗi lòng của cô nguội lạnh, cô cho rằng trước giờ đều là do bản thân mình quá ảo tưởng. Anh chưa bao giờ muốn đến gần cô, chỉ là do cô đã quá ngây thơ, tự mình xích lại gần anh. Để bây giờ nhận về cái kết không thể nào đắng hơn được. Một mình trầm ngâm suy nghĩ làm anh Sa đơ người ra. Suốt cả ngày hồn cô như bay bổng, mọi suy nghĩ đều trở nên rối như tơ tằm. Bất ngờ cô đứng phắt dậy trước những con mắt kinh ngạc. Cô tìm đến văn phòng tổng giám đốc. Tiếng gõ cửa đơn độc vang lên. Bên trong vọng ra giọng nói nam lạnh lùng. Vào đi. Cánh cửa hé mở ra, cô hừng hực đi vào bên trong. Thoáng đầu trong ánh mắt của người đàn ông là kinh ngạc, sau đó là dần dần bị sự lạnh lùng che khuất. Sao em lại đến đây? Không phải là ai cũng được quyền tự do ra vào phòng tổng giám đốc. Cô run rẩy bước tới, thân thể cô giống như có luồng điện chạy qua, pha lẫn một chút hoảng hốt. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên em tới. Hơn nữa, anh tự mình cho em đặc quyền về vấn đề này cơ mà. Anh thong thả đặt cây bút trên tay xuống rồi lên tiếng. Đúng vậy, nhưng chỉ có một lần đó thôi. Em không quan tâm. Hôm nay em đến đây là có chuyện cần nói. Anh không có gì để nói với em cả. Anh Sa thẳng đường bước đến gần người đàn ông. Cô xoay ghế đối diện với anh. Anh không cần phải nói gì, chỉ cần nghe và trả lời là được rồi. Thấy anh im lặng, cô lên tiếng.
Mấy hôm nay anh làm sao thế? Cứ giống như là anh đang cố tình né tránh em vậy. Anh vừa ho nhẹ vài tiếng để che đi sự luống cuống. Làm gì có chuyện đó chứ? Cô gật đầu ra vẻ ưng thuận rồi mỉm cười hỏi tiếp. Cứ cho là anh không cố tình đi. Vậy mấy ngày trước đi dạo trên phố, anh hỏi những câu đó có nghĩa là gì? Thái độ dửng dưng của người đàn ông làm cho cô đau lòng. Ánh mắt anh né tránh đi sự chờ mong của cô. Không có ý gì cả, chỉ là tiện miệng hỏi như vậy thôi. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong rồi hỏi tiếp. Vậy những quan tâm gần đây cũng chỉ là tiện thể quan tâm thôi, có đúng không? Không một chút nào chần chừ, anh gật đầu. Đúng vậy. Vậy đối với anh, em không có một chút gì đáng để anh quan tâm, có đúng không? Đúng vậy. Em đã chọn Lục Viễn rồi, còn gì nữa? Trái tim cô giống như có bàn tay vô hình bóp chặt, cô quặn thắt từng khúc ruột, đau đớn từng cơn, hai hàng nước mắt tuôn trào. Lục Viễn sao? Vốn dĩ giữa em và anh ấy chỉ là bạn thôi. Đổi lại là anh xem em là cái gì? Là một món đồ chơi à? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi mà đáp. Lục Viễn, cậu ta thích em. Hơn nữa, hôm qua hai người còn cùng nhau vào khách sạn còn gì nữa. Cô nam quả nữ hẹn nhau trong khách sạn. Nếu nói trong sạch thì ai sẽ tin chứ? Nỗi uất nghẹn trong lòng cô dâng lên đến tận cổ họng. Cô cười phát ra tiếng. Hàn Trấn Phong, anh là đồ khốn, anh không xứng. Cô nói xong thì gạt nước mắt đang lăn dài trên hai bờ mi và sững sờ rồi đi. Cho dù cô có cố gắng giữ bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào kiểm soát được những suy nghĩ viển vông. Chỉ có thể dùng nụ cười giả tạo còn sót lại trên bờ môi để mà che đậy sự phẫn uất. Hàn Trần Phong có chút kích động, anh dựa lưng sau sofa, ngửa mặt lên trần nhà, liên tục buông ra tiếng thở dài. Đôi mắt lấp lánh của anh dần dần nhắm lại, trong đáy mắt là một mảng tối bao phủ. Anh nhớ về buổi chiều hôm ấy, khi mà nhìn thấy anh Sa cùng với Lục Viễn vui vẻ bước chân vào khách sạn Harry, trong lòng anh nhói lên những mũi kim ghim sâu vào, từng vết rỉ máu chà xát thêm muối. Cho dù anh có cố gắng thuyết phục bản thân mình thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng không thể tin họ trong sạch. Bởi vì anh biết Lục Viễn có tình cảm với anh Sa, còn cô khi mà ở bên cạnh anh ta vô cùng vui vẻ. Rõ ràng anh từng nói với Lục Viễn, anh sẵn sàng nhường cô cơ mà. Tại sao bây giờ người đau khổ vẫn cứ là anh? Anh từng nói anh sẽ không để tâm đến phụ nữ. Tại sao bây giờ tâm trí anh choáng ngợp hình bóng của cô? Thậm chí điên đảo, dường như là có quá nhiều luồng suy nghĩ tấn công vào bộ não của anh. Chưa bao giờ anh bị dồn nén như thế này. Anh Sa dừng bước trên sân thượng, hai tay cô chống lên thành tường, hướng mắt nhìn về thành phố xa xa, rồi bật khóc nức nở. Tiếng khóc hòa trong khí trời lạnh lẽo, không gian yên lặng làm cho cô cảm thấy mình thật là cô đơn. Đâu phải là cô chưa từng nghe những lời lẽ như vậy, nhưng mà cớ sao khi chính miệng anh thốt ra lại làm cho cô đau đớn như thế này. Cô càng chống chế bản thân mình thì sự căm phẫn càng trực trào trước nỗi bất lực. Có lẽ cô thật sự đã rung động trước anh rồi. Điều đó cô chưa bao giờ ngờ tới. Giờ cô biết phải làm sao. Từ đằng sau, Tiêu Vũ Mẫn huênh hoang đi tới, đứng bên cạnh anh Sa. Thế nào? Cảm giác bị bỏ rơi thấy có tốt không? Hít khí trời, cố gắng ức chế cảm xúc, cô gượng cười rồi đáp. Bỏ rơi? Ai bỏ rơi ai? Sự kiêu căng của Tiêu Vũ Mẫn chưa bao giờ thuyên giảm. Cô ta mạnh miệng mà nói thêm. Chẳng phải là cô mới từ phòng của Hàn Tổng chạy ra đây rồi khóc lóc à? Mắt đỏ hết cả lên kia kìa. Cô vẫn không chịu nhường mà nói lại ngay. Cho dù là như vậy thì có liên quan gì đến cô? Đôi môi của Tiêu Vũ Mẫn nhếch lên nụ cười ẩn ý, ánh mắt khiêu khích nhìn anh Sa. Không được thì đừng có mà cố nữa. Trấn Phong sẽ không để ý đến cô đâu. Trong trái tim anh ấy chỉ có một mình tôi mà thôi. Đôi lông mày anh Sa nheo lại, tỏ ra ý khó hiểu. Cô hỏi ngược lại Tiêu Vũ Mẫn. Kể cả thế thì có liên quan gì đến tôi? Sao cô cứ phải nhằm vào tôi thế? Từng lời từng chữ phát ra từ miệng Tiêu Vũ Mẫn chẳng có gì tốt đẹp.
Vì thế cô cứ bám riết lấy anh Trấn Phong nên tôi ngứa mắt. Cô cố gắng ngượng cười cho dù trong lòng đầy bão tố. Tiểu Vũ Mẫn dù phải thua anh ra thì cũng không chấp nhận hạ mình trước một kẻ không có liêm sỉ. Thì ra cô đánh giá cao tôi như vậy à? Sợ tôi sẽ cướp anh ấy đi mất à? Sự kiêu ngạo của cô ta càng ngày càng lớn, lời lẽ khinh thường, miệt thị. Cô đừng có mà mơ. Chuột bạch đừng nghĩ mình là thỏ con, thân làm vịt bầu đừng tưởng là sẽ hóa thành thiên nga lộng lẫy hạ anh ra. Cô cũng không để mình dễ bị ức hiếp. Nếu không phải, tại sao hết lần này đến lần khác cô dè chừng tôi? Hàm răng của Tiêu Vu Mẫn nhe ra như móng vuốt của thú dữ, có chút giận dữ và đáng sợ. Bởi vì cô mưu mô xảo trá. Ngược lại, anh Sa vô cùng bình tĩnh, từng câu từng chữ cô nói như mũi kim ghim vào da thịt của Tiêu Vu Mẫn, nhằm áp đảo sự ngạo mạn của cô ta. Cô quá khen rồi, tôi lại tự thấy mình chưa thể nào xuất sắc như cô được, cô Tiêu. Đêm khuya muộn nhưng mà vẫn chưa thấy anh Sa trở về, trong lòng Hàn Trấn Phong sốt sắng. Lòng anh nao nao đứng ngồi không yên, cứ thoáng chốc lại ngó đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn pha rọi sáng ở bên dưới cửa chính, anh lao đầu chạy tới, lén vén tấm rèm cửa mà ngó nghiêng. Khi mà nhìn thấy cô gái nhỏ xuống khỏi xe của Lục Viễn, trong lòng anh dấy lên sự phẫn nộ, lòng bàn tay nắm chặt tấm vải ở bên rèm cửa, khuôn mặt xám xịt như bầu trời sắp đổ cơn mưa. Ánh mắt của anh chứa ngọn lửa căm phẫn, chỉ muốn thiêu rụi đi sự vui vẻ của hai con người kia. Hạ Anh Sa vừa vào trong phòng, người đàn ông đã nhảy xổm tới ngồi bên ghế sofa. Sao em về muộn thế? Trên khuôn mặt của cô chưa nguôi đi cơn giận, cô cười nhạt hỏi lại anh. Bỏ qua những lời quan tâm sáo rỗng mới đi, anh đừng khiến em phải ảo tưởng thêm nữa. Những lời lẽ đó qua miệng cô nhẹ như bông, nhưng mà khi vào tai của anh thì nặng như có phiến đá đè lên trái tim vậy. Sự dửng dưng của anh Sa làm anh quả thực khó chịu. Em nói như vậy là có ý gì? Chẳng ý gì cả. Suốt cả tối hôm đó, cứ hễ anh vừa định nói gì là bị cô phớt lờ. Cô càng nghĩ càng không hiểu nổi, rốt cuộc anh muốn gì đây? Một buổi chiều cuối đông vội vã, Hàn Trấn Phong một lần nữa bắt gặp cô cùng với Lục Viễn vào khách sạn Harry. Lần này thì anh không ngồi im mà chủ động bước tới ngáng đường. Giọng nói của anh không lớn nhưng đầy lời lẽ cay nghiệt. Hai người đang lén lút làm gì sau lưng tôi thế? Lục Viễn và Hạ Anh Sa nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu gì. Lục Viễn lên tiếng. Lén lút cái gì? Có phải là cậu hiểu nhầm gì rồi đúng không? Cánh tay phải của Hàn Trấn Phong chỉ về phía cổng khách sạn. Anh nói tiếp. Đã hai lần bị tôi bắt gặp rồi mà còn dám chối cãi sao? Lục Viễn có chút ngớ người. Hàn Trấn Phong, từ bao giờ mà cậu hành động sốc nổi như thế này? Chỉ riêng mình anh Sa là vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cô hoàn toàn thất vọng về Trấn Phong. Cho dù chỉ một chút niềm tin anh dành cho cô cũng không có. Tôi sốc nổi sao? Tôi đã nói nếu cô ta chọn cậu thì cứ nói thẳng ra, nhất định tôi sẽ không ngăn cản. Tôi ghét nhất là những người lén lút ở sau lưng mình. Cô cố gắng hít thở để không bị nghẹn ngào, nhắm chặt hai mắt, cố ghìm cho nước mắt không tuôn ra. Giọng nói run run vì phẫn nộ. Lục Viễn, anh không cần phải giải thích nữa đâu. Người ta đã không muốn tin, thì cho dù anh có nói hàng trăm lời cũng chỉ là vô nghĩa. Em nghĩ chuyện này kết thúc ở đây đi. Cô nói xong thì đau khổ bước đi, hắt lại bóng lưng gầy yếu và lạnh lẽo. Lục Viễn quay sang phẫn nộ nhìn Hàn Trấn Phong. Cậu đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa. Vầng trán của anh nhăn nhó. Anh không hiểu ý của Lục Viễn là gì. Là sao? Lục Viễn thở dài. Chẳng phải công ty cậu đang có dự án thời trang với tập đoàn Won ở Mỹ sao? Chủ tịch tập đoàn Won đang ở trong khách sạn này. Ông ấy có một đứa con gái bị bệnh, cho nên anh Sa đã nhờ tôi giúp đỡ. Hy vọng ông ấy sẽ cho BJ một cơ hội. Nếu cậu không tin thì vào trong tự mình xem. Hàn Trấn Phong ngờ ngợ lên tiếng hỏi.
Thế lần trước cậu nói rằng muốn rảnh cô ấy thì sao chứ? Lục Viễn nhắm mắt đau đớn nói. Đúng là tôi muốn giành cô ấy, nhưng mà trên đời này thứ không thể nào tranh giành, không thể nào cướp đoạt, càng không thể tính toán, đó chính là tình yêu. Có lẽ kiếp này tôi và cô ấy chỉ có thể là bạn bè thôi. Sau khi gặp ông Jackson của tập đoàn Won, mới khiến cho Hàn Trấn Phong thức tỉnh, anh vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, lái xe vun vút quay trở về công ty. Phòng thiết kế vẫn như mọi ngày, chỉ có điều dù anh có cố gắng tìm kiếm như thế nào cũng không thấy bóng dáng của Hạ Anh Gia. Lăng Vi, anh Gia đâu rồi? Cô ấy vừa ra ngoài rồi mà chưa thấy quay về nữa. Người đàn ông mang vẻ mặt thất vọng rời đi, rồi thẫn thờ ngồi xuống bàn làm việc. Tiếng thở dài liên tục vang lên, khuôn mặt anh đen sạm, vầng trán cong cong đầy bão bùng. Suốt cả ngày hôm đó, suy nghĩ trong anh cứ chênh choáng, cho dù làm gì cũng đều không tập trung nổi, thỉnh thoảng lại thấy anh đờ người ra đầy vẻ thâm sâu. Chiều hôm đó, anh tan ca sớm, cố tình đứng chờ cô ở trước cửa công ty. Khi mà thấy cô từ trong đi ra, anh vội vàng bước tới. Anh có chuyện cần nói với em. Anh ra ngoảnh mặt đi, vờ như là người xa lạ. Nhưng em thì không, tránh ra đi. Nếu như em không muốn cho cả công ty thấy anh bế em lên xe thì mau nghe lời đi. Đôi mắt cô ẩn giật sự phẫn nộ, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, tỏ ra không quan tâm. Hàn Trấn Phong, anh đừng độc tài nữa. Anh không độc tài, thật sự là anh có chuyện muốn nói. Hắt lại ánh mắt sắc lẹm như sau, cô giận dữ bước lên xe, sự căng thẳng tràn ngập lấy cả cơ thể cô. Suốt dọc đường đi, hai người đều im lặng. Anh chăm chú lái xe, cô chống tay đỡ lấy đầu, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Họ đến quán ăn Nhật giữa lòng thành phố. Cô ngạc nhiên nhìn tấm bảng hiệu in dòng chữ màu đỏ ở phía trước, rồi quay sang nhìn anh. Không cho cô có cơ hội mở lời, anh kéo tay cô xuống xe và đi vào bên trong. Cho hỏi, hai vị đặt chỗ trước chưa? Tôi đặt rồi, Hàn Trấn Phong. Mời hai vị đi theo tôi. Anh và cô được dẫn vào căn phòng kín ở trên tầng 2, mặc kệ cho anh Sa đang sững sờ trước cửa. Anh thong dong tiến tới, ngồi xuống bên bàn. Em còn đứng đó làm gì chứ? Mau lại đây ngồi vào đi. Cô hờ hững nhìn anh, cất giọng không vui. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Ánh mắt của người đàn ông nhìn sang vị trí đối diện, ý muốn cô mau chóng ngồi xuống bên đó. Muốn cùng em ăn bữa tối thôi. Sao thế, em không thích à? Nét mặt cô vẫn không nguôi, càng ngày càng xám xịt như bầu trời trong màn đêm mù mịt. Đương nhiên là không thích rồi. Anh lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Đã bao giờ hỏi ý kiến của em chưa? Xin lỗi. Hai chữ xin lỗi tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà khi đến tai của cô làm cô chênh choáng. Một người cao cao tại thượng như Hàn Trấn Phong mà hôm nay lại chịu mở miệng nói câu xin lỗi cơ đấy. Thấy cô vẫn im lặng, anh nói tiếp. Là anh đã hiểu nhầm em. Là anh không đúng. Nhưng lần sau em làm việc gì cũng nói trước với anh một câu, có được không? Anh ra bĩu môi phản bác. Anh cũng chưa từng báo trước với em một điều gì hết. Từ bây giờ anh sẽ lưu ý. Lời lẽ tuy không khoa trương hay hòa mỹ, nhưng mà nó chứa đầy thành ý. Cô dần dần nguôi đi cơn giận, chậm chậm bước tới, ngồi xuống đối diện với Trần Phong. Hôm nay anh không uống nhầm thuốc đấy chứ? Em mong anh uống nhầm thuốc lắm sao? Đôi môi cô nhếch lên nụ cười gượng gạo. Nếu như anh uống nhầm thuốc mà trở nên ôn hòa thế này thì đúng là nên uống thường xuyên, để cho người bên cạnh đỡ áp lực. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ có vẻ dịu hơn một chút. Thực ra thì anh cũng không cố tình nói ra những lời đó đâu. Chỉ là anh... Dáng vẻ ấp úng của Trần Phong làm cho cô cảm thấy buồn cười. Chỉ là anh làm sao? Anh đừng thế này, không giống anh một chút nào cả, Hàn Trần Phong. Ánh mắt anh rưng rưng, dường như là có nỗi niềm gì đó khó nói. Chỉ là chuyện này làm anh nhớ tới một số chuyện trong quá khứ, cho nên anh không kìm được lòng mình thôi. Cô phô ra bộ mặt khó tin, ấp úng hỏi anh. Anh cũng từng có quá khứ đau lòng đến mức khó quên sao?
Có chứ. Anh gật đầu rồi nói thêm. 7 năm trước, anh đã từng gặp một cô gái có thể xem như là tâm đầu ý hợp, thậm chí hẹn ước trọn đời. Nhưng có lẽ chỉ có một mình anh cho đó là thật. Còn cô gái ấy đã thẳng tay vứt bỏ tất cả vào thời điểm đó. Cô ấy ra đi không một lời từ biệt, không một câu giải thích và cũng không có lấy một lá thư, một lời nhắn gửi. Anh vốn nghĩ cứ để thời gian lãng quên đi tất cả mọi thứ, nhưng thực ra anh lại chưa từng quên. Bao năm qua nó giày vò anh, cứ mỗi khi mà anh nhớ lại, anh sẽ không làm chủ được bản thân mình. Trên đời này không ai sinh ra đã mang bản mặt lạnh lùng. Có lẽ theo năm tháng, nỗi đau và sự mất mát sẽ biến con người ta từ ôn nhu trở nên lạnh khốc. Người ta chỉ biết họ lạnh như băng, nhưng đâu ai rõ đã trải qua những điều gì. Con người càng trưởng thành càng cô đơn, càng tổn thương mất mát thì càng sợ phải đối diện. Cô rung động, trái tim hơi nhói, cô ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào. Có lẽ là cô ấy có chuyện gì khó nói. Dường như bao nhiêu khí lạnh trong người anh đều tan biến, mà thay vào đó là niềm thương đau, tiếc nuối. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng đó của Hàn Trấn Phong, sự yếu đuối xen với tuyệt vọng. Thì ra là anh không hoàn toàn lãnh đạm như những gì cô vẫn thấy, chỉ là anh giỏi che giấu, bao nhiêu tâm tư khác đều bị anh dồn chặt ở một nơi, không ai biết tới. Mà những người giỏi che đậy thường là những người dễ tổn thương. Cô nuốt trọn cơn nghẹn ngào xuống lòng, rồi lên tiếng hỏi. Anh có bao giờ từng muốn gặp lại cô ấy thêm một lần nữa không? Câu hỏi đó khiến cho anh do dự, khiến cho cô cay cay. Gặp thì cũng có làm gì được đâu. Chẳng lẽ anh không muốn biết sự thật của năm đó à? Biết rồi thì để làm gì chứ? Dù sao thì cũng là chuyện của quá khứ, nên để nó qua đi. Bây giờ có lẽ cô ấy đang sống rất tốt, đã là vợ của một người nào đó và vui vẻ ở một nơi khác rồi. Cô ứ nghẹn hỏi tiếp. Vậy nếu như cô ấy vẫn chờ đợi anh, thì anh có muốn ở bên cạnh cô ấy thêm một lần nữa không? Bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, không có cơ hội để nói nếu như đâu. Vậy lỡ cô ấy có nỗi khổ riêng khó nói thì sao? Thì đó cũng là chuyện đã qua. Cô nghe rõ từng đắng cay trong lời nói của Hàn Trấn Phong. Quả thực là cô có chút buồn lòng. Làm sao mà không buồn khi mà nghe chồng mình than vãn về chuyện quá khứ, mà ở đó lại có một người làm anh ngóng chờ suốt nhiều năm như vậy. Có lẽ cũng chỉ có người con gái ấy mới khiến cho anh nặng tình tới thế mà thôi. Cô không nói gì thêm nữa, cố gắng che đậy sự chua xót trong cõi lòng. Thỉnh thoảng bị anh nhìn trúng, cô chủ động né tránh. Em không sao chứ? Thấy không khỏe ở đâu à? Không sao, em ổn mà. Từ nay trở đi, chúng ta có thể tin tưởng nhau, cùng chung sống hòa thuận được không? Anh không muốn chúng ta xung đột, càng không muốn gây ra hiểu lầm gì cả. Được thôi, em cũng có ý đó. Thấy thái độ của cô hơi lạ, anh lo lắng hỏi thêm. Hôm nay em làm sao thế? Chẳng phải thường ngày em vẫn luôn phản bác lại lời nói của anh sao? Cô cố gắng cười trong sự uất nghẹn. Chẳng phải anh vừa mới nói chúng ta chung sống hòa thuận sao? Cãi nhau nhiều cũng khiến em mệt mỏi rồi. Nói xong, cô bưng ly trà lên uống cạn một hơi. Vẻ luống cuống của cô làm cho người ta dễ nhìn ra được là cô đang nói dối. Anh bật cười hỏi cô. Em đang ghen sao? Cô lắc đầu lia lịa nói không có. Anh cố tình ghé sát mặt mình sang phía cô. Hiển nhiên người cô cứng đơ như khúc gỗ. Đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, nhịp đập trái tim thổi thúc giống như là bị khiêu khích dữ dằn. Nếu không phải thì tại sao em đỏ mặt chứ? Là do trời nóng quá thôi. Mùa đông lấy đâu ra hơi nóng? Có phải là em đã thích anh rồi đúng không? Anh mau nhặt liêm sỉ lên đi, Hàn Trấn Phong. Anh cười ẩn giật. Thấy em căng thẳng như vậy lại càng khiến anh chắc chắn hơn về suy đoán của bản thân mình đấy. Tất nhiên là không có chuyện đó. Đôi mắt tinh ranh của người đàn ông ngước nhìn lên, làn môi chậm chậm hướng đến bờ môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Cơ thể cô bất động, giống như có luồng điện xẹt qua, trái tim đập thình thịch biểu tình,
cả người nóng ran như chứa lửa. Khi mà thấy bờ môi anh sắp đến gần, cô hoảng hốt quay mặt né tránh. Anh làm cái gì thế? Cũng đâu phải lần đầu tiên, em căng thẳng làm gì? Em quên mất, đây mới đích thực là bản chất của anh mà. Cuộc trò chuyện dở dang dần dần khép lại khi mà cánh cửa phòng bất ngờ mở toang ra. Hai nhân viên phục vụ mang đồ ăn bước vào, nhẹ nhàng đặt những dĩa thức ăn xuống bàn. Dạ, chúc quý khách ngon miệng. Anh Sa nhíu mày, nhìn dĩa thức ăn chỉ vòn vẹn mấy miếng cá thái mỏng, thì cô nhăn mặt. Chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để ăn mấy thứ này thôi sao? Sushi là món đặc trưng của Nhật đấy. Trường này thì làm sao đủ lót dạ chứ? Ăn sushi không phải để no, mà là để thưởng thức. Loại cá làm nên thức ăn này yêu cầu tươi sống, lát thịt mềm, giòn tan. Trong khi người đàn ông say sưa giải thích, cô gái nhỏ liên tục gắp thức ăn cho vào miệng. Đến khi mà anh quay đầu nhìn lại, thì chỗ đồ ăn gần như là sắp hết rồi. Anh ngơ ngác nhìn cô, ấp úng. Không ngờ tốc độ ăn của em chóng mặt đến như vậy. Cô cười nói với anh. Khá ngon đấy, anh mau ăn đi. Liếc mắt nhìn đống chén đĩa sạch bách, làm cho đáy mắt của người đàn ông bất lực. Thôi, hay là em ăn nốt đi. Vậy em không khách sáo nha. Anh Sa vơ lấy đũa, gắp miếng cá cuối cùng cho vào trong miệng. Cô vừa nhai vừa nói. Thức ăn ở đây cũng không tệ, nhưng mà ít thế này quả thực là không no. Lần sau anh muốn ăn thì cứ nói với em, nhất định sẽ cho anh ăn một bữa no nê mà không cần phải tốn chi phí. Được rồi, vậy hôm nay em có muốn ăn tiếp không? Em thì thế nào cũng được, nhưng mà anh lại chưa ăn miếng nào. Em sợ anh đói đấy, hay là cứ gọi thêm một chút đồ ăn nữa đi. Cũng được. Thức ăn vừa dọn lên, cô liền nhào tới giống như con hổ đói, làm cho anh phải nhìn cô bằng đôi mắt khác. Anh còn nhìn gì nữa, mau ăn đi. Mấy thứ này là gọi thêm cho anh mà. Em chắc chứ? Em chén phụ thôi, sức ăn như mèo của anh lãng phí quá. Ngày cuối tuần ảm đạm, tiết trời cuối đông rét mướt, cơn mưa phùn lất phất. Cô gái nhỏ ngồi bó gối ở bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa mỏng manh bay bay trong cơn gió nhẹ. Đôi mắt của anh Sa nhuốm màu đa sầu đa cảm, sống mũi có chút cay cay. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm nữa sắp sửa qua đi. Không hiểu sao trong lòng cô lại nao nao đến kỳ lạ. Cô nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng bình yên, êm ấm, nhớ những buổi chợ tấp nập, nhớ tiếng cười và giọng nói êm dịu của mẹ cô. Ngoài trời lạnh rồi, một mình mẹ ở dưới miền đất lạnh, phải chăng rất cô đơn? Trong vô thức những giọt nước mắt tuôn rơi, bờ mi ướt lệ, trong lòng cô trống vắng. Tất cả khiến cho trái tim cô không ngừng quặn thắt. Bóng dáng cô ngồi co ro một mình ở bên cạnh cửa sổ thực sự khiến cho người ta nhìn mà xót xa. Mặc dù nhà họ Hàn chưa từng đối xử tệ bạc, nhưng mà thời gian sống ở căn biệt thự triệu đô này, cô chưa bao giờ thấy vui vẻ. Mỗi giây mỗi phút cô đều cảm thấy sợ, miệng cười mà lệ buốt con tim. Sao thế? Lại nhớ nhà rồi à? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau lưng, làm cho cô thức tỉnh. Cô khẽ lắc đầu, cười nghẹn ngào. Nhà sao? Cũng chỉ là nơi hoang tàn, chứa đầy kỷ niệm. Mẹ đã ra đi mãi mãi, có quay trở về nơi ấy cũng để làm gì chứ? Anh ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt thương cảm, nhìn vẻ mặt đờ đẫn không vui. Thứ khó quên nhất trên đời này là kỷ niệm, nhưng cũng chính kỷ niệm là thứ gắn kết giữa em và mẹ. Cuộc sống luôn có những điều bất công, có gặp gỡ, ắt có chia tay. Có những cuộc chia tay rồi sẽ gặp được, nhưng mà cũng có lúc là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Bất luận là thế nào đi chăng nữa, thì người ta ra đi cũng chưa muốn người ở lại, cứ mãi chìm đắm trong muộn phiền và day dứt. Nếu chỉ có một ước vọng, em cũng không làm được, thì làm sao mà mẹ có thể thanh thản và yên tâm đây? Đôi mắt của cô ngước nhìn lên, sự bao dung ấm áp của người đàn ông này khiến cho cô yên lòng. Anh chưa bao giờ mất đi một thứ gì quý giá, thì làm sao anh hiểu được? Đôi mắt sầu tương tư của anh nhìn ra bên ngoài cửa kính, giọng nói càng ngày càng âm u và chịu nặng. Tuy anh chưa từng mất đi người thân,
nhưng mà anh cũng đã từng mất thứ bản thân mình trân trọng. Con người ta khi mà cứ mãi chìm đắm trong khổ đau thì sẽ nghĩ bản thân mình không thể nào vượt qua được. Chỉ cần em mở lòng nghĩ thoáng ra thì tự khắc mọi thứ sẽ khác đi. Cô giọng khàn đặc kể lể. Mẹ em từng nói có những chuyện cứ ngỡ là tồi tệ lắm rồi, nhưng khi trải qua chuyện khác tồi tệ hơn sẽ thấy bản thân mình mạnh mẽ như thế nào. Là một người mẹ đơn thân đã khó, lại trải qua những phong ba bão táp của cuộc đời bất hạnh, có lẽ mẹ đã mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Vì vậy mẹ chọn cách ra đi, nhắm mắt xuôi tay tất cả. Em chưa từng biết những vất vả của mẹ cho đến khi mà em phải tự mình kiếm tiền bôn ba, đấu tranh với số phận nghiệt ngã. Sau này khi mẹ có ý định hiến tim để em được gia đình anh nuôi dưỡng, em không hề biết. Ban đầu em cũng định sẽ không bước chân vào nhà anh, nhưng khi đọc dòng thư mẹ để lại, em không thể nào không nghe theo. Nhắm chặt hai khóe mắt, trong đầu cô vẫn nhớ như in dòng thư mẹ mình viết vội khi đang chút những hơi thở cuối cùng. Con gái anh xa, có lẽ mẹ sẽ không chờ được đến khi mà con đến đây. Xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa với con. Mẹ quyết định hiến tim mình để cứu sống người khác. Họ đã hứa với mẹ sau này chăm sóc tốt cho con. Khi nào con thấy nhớ mẹ thì lắng nghe nhịp đập trái tim nơi người đó. Như vậy có lẽ con sẽ vơi đi phần nào. Hãy tiếp tục sống cho tốt, đừng mãi chìm đắm trong đau buồn con nhé. Nếu có kiếp sau, mẹ hy vọng sẽ có đứa con gái giống như con. Từng câu từng chữ trong tờ giấy đó in sâu vào máu thịt của cô là động lực sống duy nhất mà cô có ở thời điểm ấy. Bất ngờ, anh xà vào ôm cô trong lòng, đôi bàn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt chấm eo của cô, giọng thủ thỉ tâm tình. Anh biết, thời gian qua chúng ta có quá nhiều chuyện hiểu lầm, gây ra những tổn thương không đáng có. Nhưng em yên tâm, sau này cho dù tình cảm có hay là không, thì anh vẫn sẽ tôn trọng em. Ngày nào em vẫn còn có tên trong sổ hộ khẩu nhà anh, thì ngày đó anh vẫn bảo vệ cho em. Bất giác đôi mắt cô quyện sâu những giọt nước mắt nửa vời của hạnh phúc. Mặc dù không rõ tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Người ta thường nói quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, điều quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Có thể tương lai anh sẽ có một người phụ nữ khác, hoặc là một người nào đó, người trong lòng anh sẽ quay trở về. Lúc ấy cô là người ra đi, nhưng đó là chuyện của những ngày tháng sau này. Cô chỉ biết bây giờ mình đang vui vẻ, được yêu thương và được trân trọng. Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, bà Giang Bách Hợp hí hửng bước vào, vô tình nhìn thấy cảnh ôm ấp rất tình tứ của con trai con dâu. Đôi mắt tròn to choáng ngợp, miệng há hốc như ngáp phải ruồi, đôi chân bất giác lùi về sau rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Hai đứa tiếp tục đi nhé, mẹ không làm phiền. Bà hì hục chạy xuống cầu thang lầm bầm. Sao lần nào mình cũng là người phá hỏng chuyện tốt thế nhỉ? Thế vẻ mặt dằn vặt của vợ, Hàn Trung Chính gấp tờ báo đang đọc dở để xuống bàn rồi lên tiếng. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Bà Giang Bách Hợp tiến tới ngồi bên cạnh chồng rồi phúng phính như đứa trẻ đang làm nũng. Hai đứa nó đang vui vẻ, ấy thế mà tôi lại vào làm phiền chúng nó. Ông nói xem, hiếm hoi lắm mới có thời gian như vậy, mà lúc nào tôi cũng là người phá hỏng. Hàn Trung Chính tươi cười nói với vợ. Bà cứ xem đó là điểm tốt đi. Nếu như hai đứa nó thực sự có duyên với nhau, thì cho dù bà có phá hoại 100 lần cũng không thể nào khiến cho sợi dây tơ hồng đứt đoạn được. Bà đừng quá sốt ruột, cái gì cũng cần phải có quá trình chứ. Quá trình không quan trọng, quan trọng kết quả tốt là được rồi. Bà đúng là lao tâm khổ tứ vì chúng nó bao lâu nay, chẳng lẽ bà không hiểu? Yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Giang Bách Hợp khẽ buông tiếng thở dài, cũng là để vơi đi nỗi lòng mình. Tôi cũng hy vọng mọi chuyện được như ông nói. Dì Trương ở gần đó cũng chen lời. Ông bà chủ, hai người kiên tâm, tôi thấy từ ngày cô chủ vào làm dâu của Hàn gia, tính khí cậu chủ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều rồi. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bà Giang Bách Hợp cũng gật đầu ưng thuận.
Cũng phải, tôi thấy gần đây nó có vẻ hay cười hơn. Hàn lão gia cũng tiếp lời. Tôi đã nói với bà rồi mà, đừng có mà ở đó lo chuyện dư thừa nữa, cứ yên tâm. Cuộc trò chuyện dừng lại khi mà anh Sa cùng với Hàn Trấn Phong đi từ trên lầu xuống dưới. Hai người đồng lúc ngồi xuống bên ghế sofa. Bà Giang Bách Hợp chậm rãi nâng ly trà uống một ngụm rồi lên tiếng. Lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới ngồi cùng nhau thế này. Hàn lão gia tiếp lời vợ. Bà biết công việc của hai đứa khá bận rộn, nhưng mà cũng nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, đừng có mãi chìm đắm trong công việc mãi như vậy. Dạ vâng, chúng con biết rồi, thưa ba mẹ. Anh Sa gật đầu đáp. Bà Giang Bách Hợp tỏ ý khó xử nhìn hai con. Thế còn cháu nội của mẹ thì sao? Bao giờ mẹ được bế cháu nội đây? Câu hỏi đã khiến cho cả anh và cô bối rối. Hàn Trấn Phong khó xử đáp. Chuyện đó đâu thể nào vội được, mẹ. Bà Giang Bách Hợp phản bác lại ngay. Sao lại không vội chứ? Tốc độ của con là tốc độ rùa bò rồi. Cái này mẹ phải hỏi con dâu mẹ chứ. Một mình nó tự sinh con được chắc? Thì đương nhiên là không được, có điều... Không có nhương nhị gì hết, con nhất định phải đẩy nhanh tốc độ lên. Bà liếc sang nhìn con dâu. Cả con nữa đấy, anh Sa, con hợp tác chút đi. Nhận thấy sự ngượng ngùng của hai đứa trẻ, Hàn Trung Chính vội vàng ngăn cản vợ. Bà nói cái gì thế? Là bọn trẻ ngại rồi kia kìa. Ánh mắt sắc như dao của Giang Bách Hợp quay sang nhìn chồng. Ông chẳng sốt ruột hơn tôi, còn gì nữa? Tôi nào có. Thế ông thử nói, ông không muốn bế cháu nội tôi xem nào. Thì tôi... Không nói được thì im lặng ngồi yên đi. Thôi được rồi, cái gì cũng nghe bà hết. Giải quyết xong ông chồng, bà Giang Bách Hợp lại tiếp tục công kích hai đứa con. Thế ý hai đứa thế nào? Dạ, chúng con nghe mẹ ạ. Anh Sa gượng cười đáp. Thế thì tốt rồi. Sau khi hai con rời đi, bà lại quay sang lườm chồng. Ông nói xem, có phải là hai đứa nó chưa từng động phòng không nhỉ? Cái này làm sao tôi biết được? Hàn lão gia ngây người lắc đầu. Chắc chắn tôi phải cho thêm chất xúc tác rồi. Buổi tối sau bữa ăn, cả nhà họ Hàn cùng nhau ngồi để mà uống trà. Dì Trương mang ra 4 ly trà nóng hổi từ trong phòng bếp. Dạ, mời ông bà chủ, mời cô chủ, cậu chủ. Anh Sa ái ngại nhìn 4 ly trà giống hệt nhau trên bàn, ngây thơ hỏi. Sao hôm nay dì lại mất công như vậy? Chẳng phải chỉ cần pha ấm trà là được rồi sao? Bà Giang Bách Hợp thay dì Trương đỡ lời. Phong thái uống trà thỉnh thoảng phải thay đổi thì nó mới ngon chứ. Huống hồ uống thế này mới giữ được phong tục xưa. Hơn nữa cũng không làm cho trà bị bay mất hương vị. Riêng Hàn Trấn Phong nhận ra được sự kỳ lạ trong hành động và lời nói của mẹ mình. Anh cẩn thận đưa ly trà ấm lên mũi ngửi thử. Hương vị có gì đó sai sai. Đừng uống. Anh còn chưa ngăn cản kịp thì anh Sa đã dốc lên mà uống sạch ly trà. Anh lắc đầu. Ăn như hổ đói, uống giống như thú cưng bị bỏ rơi mấy ngày liền giữa hoang mạc thế. Cô chu môi đầy hiềm khích. Phần ai thì người đấy uống, anh ý kiến gì chứ? Bà Giang Bách Hợp cũng hùa theo. Đúng rồi đấy, con cũng mau chóng uống đi, Trấn Phong. Con không khát, xin phép con về phòng trước đây. Anh đứng dậy rồi dắt tay vợ mình lên phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, anh mới nói. Em bị điên rồi sao? Không thấy hôm nay mẹ có gì khác lạ à? Nhất định trong trà có pha thứ gì đó rồi. Pha gì là pha gì? Anh nghĩ nhiều quá. Lời nói còn chưa dứt thì cổ họng rồi toàn thân cô bắt đầu nóng ran. Đầu óc cô quay cuồng mụ mị, tầm nhìn hạn chế. Cô đang dần dần xuất hiện ảo giác. Nóng quá, sao mà em thấy nóng thế nhỉ? Cô bắt đầu không yên phận, loạn choạng, đòi cởi bỏ quần áo. Hạ anh ra, tỉnh táo lại đi. Đừng cởi, đừng mà. Nhưng mà nóng, nóng quá. Anh càng cố gắng khống chế thì cô lại càng điên loạn. Trong đôi mắt của cô dần dần hiện ra
khát vọng vô cực. Anh giống như con mồi mà cô muốn nuốt chửng vậy. Mọi hành động đều đổ dồn về phía người đàn ông. Hai tay cô ôm chầm lấy cổ anh, nhón chân vồ vập đôi môi anh. Nụ hôn quyện sâu, rất nồng say. Càng ngày cô càng điên loạn, làm cho anh không thể nào cưỡng chế lại được. Đôi môi chiếm lấy bờ môi quyến rũ, càng hôn càng phấn khích và mê đắm. Anh muốn đẩy cô ra thì cô càng siết chặt tay, ép buộc anh hôn tới tấp. Anh dường như không thở nổi trước nụ hôn càn quét đó. Bàn tay thì bắt đầu làm loạn trên thân hình cuồn cuộn của anh. Cô giống như thú dữ đói khát đứng trước con mồi béo bở. Đừng cố gắng kích thích anh, anh không thể nào chịu đựng được đâu. Ngày mai em sẽ phải hối hận đấy, anh ra. Anh đừng nói gì nữa, chiều em đi mà, em sắp không chịu được nữa rồi. Anh càng đẩy người cô ra thì cô càng cuốn chặt lấy. Bình thường sức lực của cô giống con muỗi, mà vào thời điểm quan trọng lại biến thành con trâu. Anh cố gắng gỡ bàn tay cô ra khỏi eo mình, cô lại càng bám chặt như đỉa đói. Cuối cùng cô nhảy trên người anh, hai chân chạm vào eo anh, bấu víu lấy gáy anh, môi cuốn chặt lấy môi. Cả người cô nóng phừng phừng như có lửa, thỉnh thoảng anh nghe thấy âm thanh ái muội vang lên. Buông anh ra đi, em làm gì đấy, anh ra. Anh bị cô cưỡng chế đến mức gần như là không thở nổi, giống như khúc gỗ bị cây tầm gửi bám chặt, chỉ có thể đứng im. Để cho mặc cô chiếm hữu thân thể cường tráng, đôi môi mềm ngọt ngào. Anh ngọt thật đấy, Trấn Phong. Ngọt cái gì mà ngọt, em bị điên rồi. Thì ý em là môi anh đó, thật sự làm cho người ta không thể nào cưỡng lại được. Anh còn chưa kịp thở đã bị cô cắn một miếng trên đôi môi êm dịu, đau đến nhăn nhó. Cô cười khúc khích, tiếp tục khom xuống hôn anh, lần này lại càng làm loạn hơn. Dù làm sao thì cũng không chịu nhả ra. Lúc cô định đẩy anh ngã xuống giường, anh đã ra sức chống đối, đôi chân nặng trĩu từng bước leo vào trong phòng tắm. Anh xả nước xuống khiến cho cả hai người ướt đẫm. Dòng nước xối xả mà cô vẫn không yên phận vồ vập lấy anh, đầu óc không thể nào tỉnh táo được. Rốt cuộc mẹ cho em uống thứ gì không biết. Em không còn tỉnh táo là anh không chống đỡ được đâu, hạ anh ra. Phải mất một lúc chìm mình trong dòng nước lạnh mới khiến cho cô gái nhỏ dần dần thức tỉnh. Cô ỉu xìu nhìn anh, rồi dựa đầu lên vai anh, im lìm giống như thú cưng vừa bị thương. Có lẽ sau một hồi càn quấy, cô đã thấm mệt rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì em cũng chịu ý thức lại được rồi. Anh thật sự bất lực với em đấy, anh ra. Cô thở hổn hển rồi nói. Rốt cuộc là em bị cái gì vậy chứ? Anh bất lực thở dài. Em bị bà Giang cho uống xuân dược rồi. Cô ngước đôi mắt yếu ớt nhìn anh, khó khăn lắm mới thốt được một lời. Chắc là từ nay về sau em không nên tùy tiện nhận bất kỳ thứ gì của người khác nữa. Anh nửa trách móc nửa nuông chiều nhìn cô. Ai bảo em tham lam, anh còn chưa kịp ngăn cản em đã giúp lên uống sạch rồi. Giọng nói của cô càng ngày càng lạc lõng, hình như là cơn khát khao đang dần dần khỏa lấp lý trí của cô. Thì em nào ngờ mọi chuyện lại như vậy. Nhưng mà em thực sự khó chịu lắm. Em phải tỉnh táo lên, anh ra. Không được rồi, em không cố được nữa. Cô vừa dứt lời đã cản quấy chế trụ anh nằm xuống giường, đang định cởi từng khuy áo thì đã bị anh giữ chặt hai tay. Em làm cái gì thế? Tỉnh táo lại đi, anh ra. Không được, em thật sự không tỉnh táo nổi. Hai người giằng co rồi bất ngờ xé rách tấm áo ngủ mong manh của cô. Trong khi cô vẫn không mảy may để ý thì người đàn ông đã sững sờ bất động. Cảnh xuân đã hiện ra trước mắt, làn da trắng mịn như tuyết, bộ đồ bên trong màu đen huyền bí. Thân hình quyến rũ làm cho anh liên tục nuốt nước bọt. Anh càng cố gắng khống chế, cô lại càng điên loạn. Và lúc cô định xả mình vào lòng anh thì bất ngờ anh cuộn người né tránh, dùng tấm chăn cuộn tròn cô lại. Cô vùng vẫy, anh ra sức bịt kín, vòng tay anh ôm chặt tấm chăn dày cộm đó. Rất lâu sau cô mới mệt quá mà ngủ thiếp đi. Anh cũng rũ rượi nằm xuống bên cạnh. Ánh nắng cuối đông dịu nhẹ phảng phất bên ngoài khung cửa sổ,
Vệt trời dần dần chuyển sang màu xanh thăm thẳm. Không khí mùa xuân đã ùa về, tiết trời se lạnh đặc trưng. Đôi mắt đẹp của anh Sa chớp chớp choàng tỉnh. Điều đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của cô là bản mặt trắng trẻo đẹp trai, vầng trán cao đĩnh đạc, sống mũi cao tây, làn môi mềm mại quyến rũ của ai đó. Nhất thời cô bị vẻ đẹp làm cho lu mờ đầu óc. Lý trí thức tỉnh thì cô mới thấy mình đúng là vô liêm sỉ. Thôi chết rồi. Cô vén tấm chăn lên xem, tấm áo ngủ bị xé ra nát tươm, lộ cảnh xuân không có gì bên trong. Không thể nào kiềm chế được bản thân, cô kích động đá người đàn ông lăn xuống giường. Bị đá bất ngờ, Hàn Trấn Phong giật mình tỉnh giấc, sống lưng đau đớn giống như là vừa bị ai đó đánh cho cả đêm. Anh nhăn mày đỡ lấy vết thương rồi đứng dậy. Em làm cái gì thế anh Sa? Cô run rẩy thu mình, dựa lưng lên đầu giường, cuộn chặt tấm chăn che đi những chỗ cần phải che, giọng nói ấp úng dè chừng. Sao anh lại ngủ trên giường? Tối qua anh đã làm gì? Người đàn ông tức giận muốn phát điên. Anh nói, em không nhớ đêm qua mình thế nào sao? Ký ức mờ nhạt hiện về trong đầu cô, tuy rất ảo mộng nhưng lại rất chân thật. Anh không lợi dụng lúc em không tỉnh táo mà làm gì đấy chứ? Người đàn ông nuốt nỗi oan khuất. Anh mà làm gì thì bây giờ em có thể nguyên vẹn được chắc. Thế tại sao áo của em lại thế này? Còn làm sao nữa, do em tự xé đấy. Cô cầm nến, nhíu trán đau khổ, thâm tâm thì thầm oán trách. Mất mặt quá đi thôi. Ánh mắt sám hối của cô dành cho anh, miệng khẽ cười mấy tiếng đầy gượng gạo. Em xin lỗi, nhưng mà anh có thể ra ngoài trước được không? Em cần phải thay đồ. Lần sau đừng có mà uống linh tinh, lỡ như đó là chất độc thì em mất mạng rồi đấy. Không biết đề phòng người khác gì cả. Nói xong anh cũng rời đi. Dù sao quân tử không bao giờ lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà làm việc trái lương tâm. Suốt cả đêm anh đã không bị đánh gục, huống hồ dăm ba phút ngắn ngủi này. Trên đường đến công ty, anh Sa cứ định hỏi gì đó là lại thấy ngại ngùng nên thôi. Hàn Trấn Phong thấy như vậy thì lên tiếng. Yên tâm đi, hôm qua không có gì quá giới hạn, cũng chỉ là hôn vài cái. Hôn sao? Hai mắt cô xoay tròn. Là em ép anh phải hôn đấy. Hơn nữa có phải lần đầu tiên đâu, em ngại cái gì chứ? Chỉ có mặt mo như anh mới không thấy ngại thôi. Hai tay cô ép lấy bờ má nóng hổi của mình, môi nhăn lên đầy oán thán. Anh thấy thế thì bật cười thành tiếng. Anh còn chưa đòi em chịu trách nhiệm mà em đã mắng anh là mặt mo rồi. Em đúng là không có lương tâm. Cô lơ mơ ấp úng. Trách nhiệm cái gì chứ? Anh đừng có mà đòi hỏi quá đáng. Anh ra vẻ thảm hại đáng thương, giọng nói pha chút tinh nghịch. Chăm sóc em suốt cả một đêm, bị hành đến bầm dập tơi tả, mới sáng ra bị đá cho một cú, đau chết đi sống lại mà không thể nhận được một chút đền bù nào hay sao? Cuối cùng thì cô vẫn là người thỏa hiệp. Anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Chỉ cần không quá đáng là được. Anh cười nhẹ, nụ cười đầy thỏa mãn. Một bữa ăn do tự tay em nấu, thế nào, không quá đáng chứ? Cô gật đầu chấp nhận ngay. Cũng được, dù sao thì em cũng không muốn mắc nợ người khác. Nhưng mà chuyện này bắt buộc phải chấm dứt ở đây, không được phép nhắc lại, càng không được phép để cho bất kỳ ai biết. Được rồi, chẳng có gì khó cả. Cánh tay cô chỉ về hướng ngã tư ở đằng trước, xoay người sang anh rồi nói. Anh cứ dừng ở kia đi, em sẽ tự mình đi bộ đến công ty. Anh không những không nghe mà còn tăng tốc nhanh hơn bình thường, cuối cùng thì dừng lại trước cửa BJ. Ánh mắt của anh ra hiệu bảo cô xuống, thấy cô chần chừ, anh bèn mở lời. Em muốn anh bế em xuống có đúng không? Hàm răng cô nghiến ken két, phần uất đến cùng cực. Anh cố tình có đúng không, Hàn Trấn Phong? Mau xuống xe đi, nhiều người đang nhìn lắm đấy. Anh biết vậy mà còn đỗ xe ở đây. Bờ môi anh nở ra nụ cười nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với bản mặt lạnh tanh. Thì đương nhiên là để mọi người nhìn thấy rồi. Anh... Cuối cùng cô bất lực bước xuống xe,
trước ánh mắt hiểm nghi và căm phẫn của mọi người xung quanh. Cô có cảm giác đầu đầu cũng là hố sâu chờ cô nhảy vào. Ai mà không biết tất cả mỹ nữ trong công ty đều ngưỡng mộ Hàn Trấn Phong. Để được đứng gần anh một chút, bọn họ phải mất rất nhiều ngày toan tính. Ấy vậy mà hôm nay cô bước xuống xe của anh thế này. Rõ ràng anh đang cố tình trôi khăm cô đây mà. Lăng Vi từ bên cánh trái chạy tới, khoác tay của anh ra, giọng nói tò mò. Sao cô lại xuống từ xe của Hàn Tổng thế? À, tình cờ gặp anh ấy, cho nên cho quá giang ấy mà. Không đúng, đừng nói là cho người khác quá giang. Ngay cả khi phụ nữ đứng gần anh ấy cũng không ưng thuận cơ mà. Có phải cô và Hàn Tổng đang lén lút hẹn hò đúng không? Anh Sa búng lên trán của Lăng Vi, vẻ mặt phơi bày ra sự oán trách. Cô ảo tưởng, cũng không cần ảo tưởng đến mức đó chứ. Cái tên máu lạnh đó có cho tôi cũng không cần đâu. Lăng Vi ghé sát tai của anh Sa thì thầm. Cô phải biết là bây giờ cô đã trở thành kẻ thù của mấy chục người trong công ty rồi. Kệ đi, tôi không quan tâm. Anh Sa sải chân bước đi, dửng dưng đáp. Buổi tối trên sân thượng ngoài ô thành phố, ánh đèn nhấp nháy, khoe sắc màu, giàn hoa tím biếc đang nở rộ. Đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố thật là xinh đẹp biết bao nhiêu. Một chiếc bàn tròn được xếp gọn giữa lòng sân, thêm bản nhạc du dương trầm bổng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu và dịu êm. Tiếng bước chân lộc cộc từ dưới đi lên, anh Sa nắm tay của Hàn Trấn Phong rồi kéo kéo. Nhanh lên nào. Người đàn ông liếc mắt nhìn xung quanh rồi đưa ra lời đánh giá. Sao lại ở nơi này chứ? Tồi tàn quá. Cô cười giải thích. Anh đừng xem thường nơi này, là cả bầu trời ký ức của em đó. Nơi này vừa yên tĩnh, có gió, có mây, có trời đất, có thể ngắm nhìn quang cảnh lung linh của thành phố về đêm. Trước kia, mỗi khi mà em buồn hay mệt mỏi, đều sẽ tìm đến nơi này để giải khuây. Khi mà anh có vẻ ưng thuận, thì sự thực xảy ra trước mắt làm anh ngớ người, không hiểu gì. Một đám người đang quây quần bên chiếc bàn tròn dọn đầy thức ăn. Ôn Diêu lên tiếng thúc giục. Mau đến đây đi, còn đứng đó làm gì chứ? Hàn Trấn Phong khó hiểu hỏi cô. Đây là bữa ăn đặc biệt mà em nói sao? Cô gật đầu lia lịa. Phải rồi, dù sao thì cũng sắp hết năm cũ, chúng ta có thể làm bữa tiệc tất niên. Hơn nữa Lục Viễn cũng từng giúp em, cho nên em cũng mời anh ấy tới đây. Còn Trình Nhu và Ôn Diêu, hai người là bạn thân của em không thể nào không mời tới. Như thế này không tính. Anh tỏ ra hờn dỗi. Thần thái của cô chắc như đinh đóng cột. Cô đáp. Nếu như anh không muốn ăn bữa này thì anh có thể đi trước. Nhưng mà ân oán nợ nần giữa chúng ta coi như chấm dứt. Sau này anh không có quyền đòi hỏi gì thêm đâu. Là em cố ý đúng không? Phải. Trả đũa anh sáng nay thôi. Được, ăn thôi mà, có gì mà không được chứ. Anh đành không ưng thuận mà đi đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Lục Viễn. Anh Sa hí hửng tiến tới ngồi bên cạnh anh. Màn khai tiệc chính thức bắt đầu. Nào, chúng ta nâng ly. Giọng cô hồ hởi vang lên. Mọi người cũng đồng thanh đầy vui vẻ. 1, 2, 3, uống thôi. Trong suốt bữa ăn, Ôn Diêu liên tục khích tướng Hàn Trấn Phong. Hai người cứ ửng ực uống cạn hết chai này đến chai khác. Đến lúc tiệc tàn, Hàn Trấn Phong đã say mềm. Anh gục đầu lên bàn lơ lửng, dường như là không thể nào phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Anh Sa liên tục lay gọi. Này này, Trấn Phong, tỉnh lại đi. Cứ như thế, họ là người rời đi đầu tiên. Không lâu sau thì Ôn Diêu cũng loạng choạng bước đi khỏi đó. Chỉ còn một mình Lục Viễn ngồi bên cạnh Trình Nhu. Anh ta đưa mắt nhìn về thành phố xa hoa lộng lẫy, mà trong lòng lại nhuốm nỗi buồn man mác. Trình Nhu ngắm nhìn người đàn ông rất lâu. Cô xúc cạn chai bia uống một hơi, như để lấy ra dũng khí nói hết lòng mình. Bác sĩ Lục, thực ra tôi có chuyện muốn nói. Lục Viễn lúc này mới quay đầu nhìn sang Trình Nhu. Sao thế? Có phải là cô say rồi không? Trình Nhu lắc đầu lia lịa, bám lấy bàn đứng dậy rồi tiến đến trước mặt của Lục Viễn.
lấy ra tất cả động lực rồi lên tiếng. Bác sĩ Lục, thực ra tôi thích anh. Thích anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau. Tôi biết anh không thích tôi. Tôi cũng biết chuyện này anh sẽ không đồng ý. Nhưng tôi sợ nếu như mình không nói ra sẽ phải ân hận cả đời. Tôi không muốn nhìn thấy anh cứ mãi chìm trong mối tình đơn phương đầy đau khổ nữa, Lục Viễn. Tôi muốn anh yêu tôi và anh cũng được yêu. Tôi muốn tình yêu của anh sẽ được đền đáp xứng đáng. Những lời nói đó vô tình làm cho Lục Viễn khó xử. Anh ấp úng mãi mới nói được thành công. Thực ra tôi không thể nào lừa dối chính mình. Tôi càng không thể nào lừa dối cô được, Trình Nhu. Cho nên... Lời nói của Lục Viễn vẫn chưa xong, cô đã dùng tay chặn miệng. Ánh mắt chao đảo nhìn anh, khẽ lắc đầu. Anh đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Đương nhiên tôi hiểu anh muốn gì. Có điều tôi không trách anh đâu, tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Sau này nếu như còn cơ hội, tôi vẫn sẽ nói ra hết lòng mình giống như ngày hôm nay. Bất kể là anh có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ nói. Nói đến lúc nào anh gật đầu đồng ý thì mới thôi. Người đàn ông trố mắt nhìn Trình Nhu. Cô đừng cố chấp như vậy chứ. Cô mỉm cười ôn nhu ấm áp. Tôi không cố chấp thì sẽ mất đi tình yêu, mất đi thứ mà mình trân trọng. Khi Trình Nhu nói xong, cô cũng dần liêu xiêu như sắp ngã. Lục Viễn vội vàng đỡ cô. Cô say rồi đấy, để tôi đưa cô về nha. Nằm trong vòng tay của người đàn ông, Trình Nhu mơ mộng. Cô thật sự không muốn mình tỉnh khỏi giấc mộng này một chút nào. Tuy tôi say, nhưng mà những gì tôi nói đều là thật. Nếu tôi không say thì tôi thực sự không có đủ can đảm để nói ra tất cả đâu. Suốt cả chặng đường, mặc dù Trình Nhu đã thiếp đi, nhưng cái miệng thì không ngừng lầm bầm. Tôi nói thật đấy, Lục Viễn, tôi không lừa dối anh đâu. Trên đời này có những thứ đúng là khó hiểu. Tại sao cứ phải có người đơn phương yêu người đơn phương khác? Tại sao cứ phải đến để mà giày vò nhau? Đêm khuya lạnh lạnh, hắt lại bóng dáng của một đôi nam nữ chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang. Tận sâu trong nỗi lòng họ đều mang nỗi cô đơn bí ẩn, không cách nào bù đắp được. Mặc dù cả hai đều hiểu rõ, nhưng lại không thể khống chế trái tim mình. Lục Viễn đến sau, mất đi người mình yêu nhất. Trình Nhu cũng đến sau, chẳng giữ được trái tim người mình yêu thương. Anh biết rõ cô thật lòng thật dạ với mình, nhưng lại không thể nào điều khiển được trái tim mình hướng về cô. Anh biết mình đã yêu sai người, nhưng lại chẳng có cách nào ngăn cản bản thân đừng lầm đường lạc lối nữa. Anh hiểu nếu cứ thế này thì sẽ làm tổn thương đến nhiều người, nhưng cũng không biết làm sao để hóa giải. Trên đời này không ít người vui vẻ hạnh phúc vì chữa tình, nhưng cũng lắm kẻ giàu yêu đau khổ vì chữa tình. Vốn dĩ tình yêu chưa bao giờ tồn tại chữ công bằng, mà chỉ có thể phó mặc vào duyên phận. Đến ngay cả người xe duyên còn không được làm chủ tình yêu của chính mình, lấy đâu ra sự công bằng cho người phàm mắt thịt chứ. Lục Viễn đau đáu nhìn khuôn mặt giàu yêu của Trình Nhu, anh thâm trầm nói. Trình Nhu, tôi xin lỗi. Tôi không thể nào cho cô thứ mà cô muốn, càng không thể nào lừa dối tình cảm của cô. Trên đời này có rất nhiều người tốt, tại sao cứ phải là tôi? Vì không biết nhà của cô ấy, cho nên Lục Viễn chỉ đành đưa cô ấy về tạm nhà mình nghỉ ngơi. Suốt cả đêm đó, anh nằm trên sofa, không chợp mắt được một chút nào. Tay kê gối, mắt nhìn trần nhà. Bên tai văng vẳng những lời Trình Nhu đã nói hôm nay, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Quá nửa đêm, Trình Nhu thức giấc. Cô lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh, rồi mở cửa ra khỏi phòng ngủ. Đây là nhà anh sao, bác sĩ Lục? Lục Viễn bật người ngồi dậy rồi gật đầu. Tôi không biết nhà cô ở đâu, chỉ có thể tạm thời đưa cô về đây. Cô cứ vào bên trong nghỉ ngơi đi, trời sáng rồi cô hãy đi. À, tôi hiểu rồi. Hàn Trần Phong sau cơn say tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, thần trí lơ mơ như phiêu diêu trong cơn mộng. Ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở ly nước mật ong ấm được pha sẵn ở trên bàn. Anh tiện tay với lấy, uống ừng ực cho cạn cả ly.
Anh Sa vừa sấy khô tóc từ trong phòng tắm đi ra, cô nhíu mày nhìn anh, lắc đầu cảm thán. Tiểu lượng của anh kiểu gì thế? Mới hai chai mà đã say mềm rồi. Đó là vì anh không quen uống những thứ đó. Hơn nữa là tại ai chứ? Nếu như em không kéo đám người kia tới thì làm sao có chuyện anh say được. Cô khom người cúi xuống, nhẹ nhàng nhìn anh, đôi môi nở ra nụ cười khiêu khích. Có ai bắt anh phải uống đâu nào, là anh tự mình cho vào miệng đấy chứ. Vẻ mặt của người đàn ông tối sầm, ánh mắt giống như con dao nhìn chằm chằm cô. Anh thố hận không thể nào ngay lập tức hôn lên đôi môi mật ngọt kia để chặn ngang những lời lẽ sằng bậy. Em dạo này hơi to gan rồi đấy, hạ anh Sa. Có sao? Làm gì có nhỉ? Gan em nhỏ lắm. Sau lời nói là hành động tặc lưỡi không thể nào đáng ghét hơn của cô. Bất ngờ anh kéo cô ôm chặt vào trong lòng. Cô ngơ ngác nhìn lên, anh nhìn xuống cô. Trong khoảnh khắc đó giống như là mọi thứ đều ngưng động. Buông em ra đi, Hàn Trấn Phong. Cô cản cuối làm cho anh tức giận. Đôi bàn tay anh giữ chặt cơ thể cô, chủ động cúi xuống hôn đôi môi cô. Cô quay mặt né tránh, anh thô bạo hôn tới tấp. Cô vừa thở hổn hển, vừa không nói được thành lời. Giống như là anh chỉ cho cô thời gian mấy giây để thở. Anh không cần biết cô có vui vẻ hay không. Trước mắt cơn giận dữ đã làm cho anh không còn đủ tỉnh táo. Bàn tay bắt đầu hư hỏng từ áo sơ mi mỏng của cô mà chiếm lấy cơ thể cô. Bàn tay đó càng ngày càng ngang tàn. Cơ thể cô run lên, một phần là vì cảm giác kỳ lạ, một phần là bởi vì ngại ngùng. Cho dù vậy, cô cũng không thể nào thoát khỏi miệng cọp đang đói khát. Đang làm loạn giang dở thì anh bỗng dưng dừng lại hỏi cô. Có thích không? Khuôn mặt cô tê tái. Chắc là đã có màn đấu tranh dữ dằn giữa lý trí và khát vọng trong người rồi. Cô quay mặt né tránh ánh mắt thâm sâu của người đàn ông. Anh mỉm cười dịu dàng, vuốt mái tóc đen chấm eo của cô. Lần sau, đừng có mà đứng trước mặt anh khiêu khích kiểu đó. Anh đã từng cảnh cáo em rồi, rằng sức chịu đựng của anh không tốt đâu. Cô bối rối ngồi dậy, chỉnh trang, quần áo sộc sịch, liếc đôi mắt ảm đạm nhìn sang Hàn Trấn Phong. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của anh chứ? Anh xoay người đứng đối diện cô, hai tay chống lên mặt giường, ép sát cơ thể cô. Nhìn vào đôi mắt run sợ, khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm túc. Anh lạnh lùng là thật, dã thú cũng là thật, không giỏi chịu đựng lại càng thật hơn. Vì vậy em đừng bao giờ chủ động kích thích anh, sẽ không chỉ dừng lại như hôm nay đâu. Cô run rẩy ngước mắt nhìn anh, đôi môi ấp úng, mãi sau đó mới có thể thốt thành lời. Anh muốn gì? Chẳng phải chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi sao? Kết hôn trên danh nghĩa, nhưng mà cơ thể lại không biết cái gì gọi là danh nghĩa. Đặc biệt anh là người nói một đằng là một nẻo. Nếu như em còn không yên phận thì anh sẽ biến em trở thành người của mình thật đấy. Từng câu từng chữ ngấm vào máu thịt của cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt đầy kinh hãi. Anh chẳng khác gì dã thú trong mắt cô. Có đôi lúc cô muốn tiến đến gần rồi thuần hóa, nhưng có những lúc lại sợ hãi mà tránh xa. Hai ánh mắt với hai mức độ chạm đáy khác nhau chăm chú nhìn nhau như đang muốn khiêu chiến. Mặc dù cô sợ hãi là thật, nhưng cũng không phải hạng người bị thỏa hiệp làm cho chuồn bước. Chỉ cần em ngoan ngoãn, sẽ chờ đến khi nào em gật đầu đồng ý. Còn nếu như em không nghe lời thì anh sẽ không dám chắc là mình chờ được hay không. Anh muốn gì? Anh nói thẳng ra đi. Em phải tránh xa tất cả những người đàn ông khác, không được khen một ai khác ngoài anh, không được tỏ thái độ khiêu khích như vừa rồi. Từ nay về sau chỉ một mình anh được ăn đồ ăn do em nấu, không được hẹn riêng bất kỳ người đàn ông nào, không được... Tất cả những lời nói của anh vừa dài dòng, vừa không đáng để mà thỏa hiệp, khiến cho cô nghe mà muốn phát tiết. Cô nghiến răng nghiến lợi, cắt ngang. Dừng lại đi. Anh bị bệnh rồi sao, Hàn Trấn Phong? Anh ép sát cơ thể mình xuống gần cơ thể cô, làm cô có cảm giác giống như là có thứ gì đó đang chạm vào mình khó chịu. Cảm giác da chạm da làm cô hoảng sợ.
Anh ghé sát miệng vào tai cô thì thầm. Bệnh của anh là quá đàn ông, quá nhạy cảm, vì vậy sức chịu đựng luôn luôn có giới hạn rất thấp. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải kẻ bệnh hoạn không lối thoát như thế này. Cứ tưởng rằng anh thật sự lạnh lùng với cả thế giới, nhưng hóa ra một mình cô là khác biệt. Anh luôn tìm cách chèn ép, bắt nạt cô. Cứ mỗi lúc cô định tiến gần anh thêm một chút, thì cũng là lúc mà cô hiểu ra anh không hề dễ chịu một chút nào. Trong khi cô đang ngớ người, anh đã vuốt vuốt gò má mềm mại như da em bé của cô, sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm vi lai của cô lên một góc nhỏ, chậm chậm đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc này bao nhiêu ân cần ôn nhu trong người anh đều lũ lượt dùng hết. Cô càng nghĩ càng không hiểu nổi con người thật sự của anh sau lớp vỏ lạnh lùng là cái gì. Có khi gần gũi, có khi xa cách, có khi ấm áp, lại có khi lạnh lẽo. Có lúc xa mờ mịt, có lúc lại gần ngay trước mắt. Có khi tưởng là thật, có lúc lại ngỡ là mơ, không hiểu nổi nữa. Vẫn như thường lệ, sau khi mà ăn sáng, anh Sa sẽ cùng với Hàn Trấn Phong đi làm. Cô càng ngày càng hiểu sự thâm thúy trong những hành động vô lý của người đàn ông. Vì vậy cô thầm nhủ, không thể hành động bừa bãi. Để đối phó với một người tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt như anh, không hề dễ dàng, nhưng cũng không hẳn là không có cách. Trước tiên cần phải buông lỏng bản thân, nhún nhường thực hiện theo những yêu cầu chết tiệt mà anh đưa ra. Ở công ty không nói chuyện riêng với đồng nghiệp nam, sau khi tan làm thì trở về nhà. Khi đi cà phê chỉ được ngồi cùng với phụ nữ. Ôi trời đất ơi, cô cứ ngỡ rằng mình đang đứng trước lò hỏa thiêu, chỉ cần sẩy chân một bước thôi, nhất định sẽ tan xác, không còn mảnh vụn nào. Sau khi lấy được lòng tin của anh, cô mới lật ngược thế cờ, đánh cho anh không còn cơ hội đào tẩu, trả lại cho anh những thứ mà cô đã phải nhận. Đương nhiên suy nghĩ và thực tế nó không đồng nhất. Rốt cuộc thì mọi kế hoạch của cô đều bị anh nhìn thấy. Người chịu tổn thất là cô, lần này thảm họa hơn so với lần trước. Ngoài thời gian làm việc thì mọi hành động của cô đều phải có mặt anh. Bây giờ đến giờ ăn trưa cũng phải chăn trối nhìn bản mặt lạnh lùng của Hàn Trấn Phong, lại thêm bao nhiêu phần công kích của những ánh mắt xung quanh, cô đến là không chịu nổi nữa. Hay là chúng ta ngồi riêng đi, Hàn Tổng, như thế này không ổn lắm. Có gì đâu mà không ổn, anh tự mình nhìn đi. Hàn Trấn Phong ngừng ăn, quay đầu nhìn xung quanh, những cặp mắt như những con sao cùn, chỉ hận không thể lập tức xé tan xác Hạ Anh Sa. Trong công ty có biết bao nhiêu người đẹp mến mộ anh, tại sao cứ phải chọn người không có gì nổi bật như cô cơ chứ? Đương nhiên cũng vì thế mà đám người bọn họ không cam tâm. Lo ăn đi, quan tâm người khác để làm gì? Anh Sa bất lực dùng bàn tay áp lên má để che đi nửa khuôn mặt. Cô cố gắng ườn người sang gần anh hơn, áp đảo cảm xúc để không bị nhiễu loạn. Cô hạ giọng nói thấp nhất có thể. Sao mà không quan tâm được chứ? Cứ cái đà này em không thể nào nguyên vẹn ra khỏi công ty nữa. Đôi môi của người đàn ông nhếch lên, vừa cười, ánh mắt hiếu kỳ vừa nhìn cô. Cái nhìn có bao nhiêu kẻ phải ghen tị. Thế anh mới bảo em cần ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Có phải là anh cố tình đẩy em vào hố lửa đúng không? Đúng rồi đấy. Câu trả lời thản nhiên như không có gì của anh làm cho cô gần như điên tiết. Cô nghiến răng nghiến lợi, thấu hận đến ruột gan. Sau bữa ăn, anh Sa đến phòng chờ pha cà phê uống cho tỉnh táo. Còn chưa bước được vào cửa thì đã có một người chặn lại. À không, theo sau là một đám nữa. Cô là Hạ Anh Sa của phòng thiết kế đúng không? Cô ngước đôi mắt dè chừng nhìn đám người, có chút ái ngại mà lên tiếng đáp. À, đúng vậy. Mối quan hệ giữa cô và Hàn Tổng là như thế nào? Cô gượng cười. Liên quan gì đến các người chứ? Nếu hôm nay cô không nói rõ thì đừng mong rời khỏi đây. Thái độ kiên quyết của bọn họ giáng đòn tâm lý khá mạnh lên cô, làm cô thu mình lùi bước. Không có mối quan hệ gì cả, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Cô nói dối. Rõ ràng hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện cơ mà.
Anh Sa nhắm chặt hai mắt suýt xoa. Cô cố cười mà cười không có nổi. Ở bên cạnh đã có một Hàn Trấn Phong lựu đạn, nay lại có thêm đám đỉa đói này bám đuôi. Thời gian tới cô thực sự không biết bản thân phải sống thế nào. Chuyện đó thực ra là... Đang trong tình thế căng thẳng thì Diệp Du và Tiêu Vu Mẫn chen tới từ sau đám đông. Diệp Du mở miệng nói trước. Được đấy, Hạ Anh Sa, cô ngang nhiên trắng trợn cướp đoạt chồng sắp cưới của chị Mẫn à? Đúng là sóng muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô thật sự là nhẫn nhịn không được nữa. Cho dù phải đấu lại cả thế giới, cô cũng không thể nào để bản thân mình thiệt thòi. Diệp Du, cô nên cẩn thận với lời nói của mình, không lại rước họa vào thân. Diệp Du không cam tâm bước tới, đứng đối diện Anh Sa, khoanh hai tay trước ngực, tỏ ra đầy tự tin. Tôi thấy cô chột dạ mới đúng đấy. Cô nghĩ với nhan sắc tầm thường, tài năng thì chẳng bằng ai này của cô, mà xứng đáng ở bên cạnh Hàn Tổng sao? Mức độ nhẫn nại của cô lúc nào cũng thấp. Cô nhếch môi cười nhạt mà bật lại. Nực cười thật đấy. Tôi tầm thường, tôi chẳng bằng ai. Tôi không xứng đáng với Hàn Tổng. Ấy vậy mà tôi lại là người duy nhất được ngồi ăn cơm cùng với anh ấy. Mọi người nói xem, trước khi mà tôi đến công ty, đã bao giờ Hàn Tổng đến ăn trưa ở căng tin không? Vậy mà sau khi tôi đến, anh ấy lại thích ăn cơm ở căng tin hơn bao giờ hết. Không những vậy, còn ngồi ăn vô cùng thoải mái. Tôi vốn dĩ không muốn khoe khoang gì đâu, nhưng mà các người nên biết, nhờ có tôi, các người mới được ngắm vẻ mỹ nam trời sinh đó, không phải sao? Một số người có vẻ đồng thuận, nhưng mà có những kẻ vẫn không biết tốt xấu gì. Diệp Du thì ghen tị, chăm chăm nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Không ngờ là cô lại kiêu ngạo đến như vậy đấy. Cô vẫn bình tĩnh mà đối đáp. Tôi nào có kiêu ngạo gì đâu, chỉ là thấy đáng tiếc cho những kẻ chưa từng được đứng cạnh tổng giám đốc một lần nào mà lại cứ thích giao oai. Cô... Tôi làm sao nào? Không nói được nữa thì tôi đi đây. Trái với vẻ mặt xám xịt của Diệp Du, cô lại rất đỗi bình thường mà rảo bước rời đi. Hàn Trấn Phong sau khi nghe chuyện thì đôi môi nở ra nụ cười thỏa mãn. Thú vị thật đấy. Lưu Tố Như cảm thấy không hiểu, lên tiếng hỏi. Hàn Tổng, rõ ràng là anh quan tâm đến cô ấy, mà tại sao phải đặt cô ấy vào trong tình thế khó xử như thế? Khuôn mặt của người đàn ông niềm nở thấy rõ, anh lên tiếng. Bởi vì cô ấy không dễ dàng thỏa hiệp. Vậy sao anh không thổ lộ lòng mình cho cô ấy biết? Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Không nằm ngoài dự đoán, sau trận chiến long trời lở đất, Hạ Anh Sa hừng hực đến phòng làm việc để mà tìm Hàn Trấn Phong. Nhìn cô đầy tức giận, ánh mắt giống như con dao chĩa thẳng về phía của mình. Anh làm như vậy là có ý gì? Rõ ràng anh biết như thế mọi người sẽ có hiềm khích với em. Làm như vậy anh được lợi lộc gì? Sao lại không chứ? Rất nhiều lợi lộc là đằng khác. Vừa có người thay anh đấu lại em, vừa lúc em có thể yên phận. Cô bước đến gần bàn làm việc, dùng lực bàn tay phủ mạnh xuống mặt bàn. Ánh mắt sắc lẹm nhìn vẻ điềm tĩnh huênh hoang của Hàn Trấn Phong. Em không dễ dàng chịu thua đâu. Anh cứ ở đó chờ mà xem. Được, anh đang chờ đây. Bỏ lại bóng lưng đầy lửa hận, cô lạnh nhạt rời đi. Hàn Trấn Phong mải mê nhìn theo tấm lưng quyến rũ, càng ngày càng đắm say. Cuộc chiến này sẽ thú vị lắm đây. Chỉ cần không tổn hại đến bất kỳ ai, đặc biệt là cô, thì anh sẽ chơi tới bến. Trò chơi ẩn số này quả thực thú vị. Nếu như cô có thể phỏng đoán được tâm lý của anh, thì quả thực là anh không có gì để tiếc nuối. Thậm chí sẽ không tốn công vô ích cho những việc kỳ quái này. Cô cố gắng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề trên những trang web, nhưng mà ở trên đó chỉ toàn là những thứ vớ vẩn tào lao, chẳng những không giúp ích gì được mà cô còn cảm thấy nó vô cùng là vô lý. Cái gì mà chỉ có những người thích bạn mới làm ra những hành động như thế chứ? Rồi cái gì mà thường những người yêu lý trí không được bình thường? Vừa nghe thôi đã khiến cho anh Sa cảm giác sởn cả gai ốc. Cánh cửa phòng mở ra, Hàn Trấn Phong đi vào. Cô hoảng hốt vội vàng gấp laptop,
hành động luống cuống giống như là người vừa bị bắt tại trận lúc ăn cắp. Sao thế? Đang làm việc gì mờ ám sao? Anh hỏi cô. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nữa. Không phải thì thôi, em làm gì căng thẳng thế? Bao nhiêu lần anh đẩy em vào hố lửa rồi, không căng thẳng làm sao được? Anh không nói gì, chỉ cười rồi đi thẳng vào trong nhà tắm. Cô chống tay lên trán, nghiêng người nhìn bóng lưng dài của anh. Kỳ lạ thật đấy, cái tên này dạo này rất hay cười nha. Người ta thường nói, hễ thấy kẻ mặt lạnh cười thì chắc chắn là sẽ kéo theo bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Lẽ nào sắp tới sẽ có một kiếp nạn gì đó kéo đến tìm cô? Càng nghĩ là càng rối não, không thể nào kiềm chế được lòng mình. Cô đi tới cửa nhà tắm, khẽ gõ gõ. Này, có phải là anh đang âm mưu điều gì đúng không? Tất nhiên là không rồi. Em không tin đâu. Tùy em. Hai chữ tùy em làm cô lại càng tức giận. Cô dùng chân đá mạnh vào cánh cửa. Sau cùng thì người chịu đau đớn vẫn là cô. Vết thương âm ỉ làm cho mặt mày nhăn nhó. Đau. Anh chỉ kịp cuốn tấm khăn trắng ở bên dưới rồi chạy ra ngoài. Sao thế? Dường như cô đã quên mất việc mình đã bị thương. Đôi mắt xoay tròn nhìn cơ ngực cuồn cuộn, từng thớ thịt rung rung, những hạt nước li ti phủ kín trên bắp thịt đó. Càng nhìn lại càng làm cho cô mê mẩn, lý trí bị lu mờ. Không ngờ sau lớp áo sơ mi anh vẫn thường mặc là một sắc đẹp mỹ miều đến như vậy. Làn da bóng bẩy giống như từng chân mây trắng nõn, từng lớp cơ khỏe khoắn xếp đều tăm tắp, cơ ngực căng phồng, bụng sáu múi, bắp tay tròn cuộn da thịt. Ngước nhìn lên một chút là vòng cổ thon dài không kém phần quyến rũ, cao cao hơn là gương mặt và mái tóc ướt sũng nhưng vẫn không làm mờ nhạt đi sự đẹp trai sẵn có. Quả thực là tuyệt phẩm nam nhân. Đáy mắt cô bị che mờ, đôi tay chậm rãi nâng lên chạm nhẹ vào từng bắp thịt. Cô nấn ná rồi lùi về sau, cảm giác phê pha khó diễn tả thành lời. Chạm vào đủ chưa? Không đau nữa à? Chưa. Thoáng chốc đầu cô bị nhịp thở của anh đánh thức. Cô ngước mắt nhìn anh, ngượng ngùng đáp. À, ý em là chưa hết đau. Chứ không phải là chưa chạm đủ sao? Đương nhiên là không phải rồi. Cô rụt rè để tay về, bất ngờ bị anh nắm chặt cổ tay, chậm rãi đặt lên ngực trái của mình. Em thấy thế nào? Rất mềm. Ý anh là nhịp tim anh thế nào? Rất nhanh. Có nghĩa là gì? Rõ ràng ý tứ trong lời nói của anh có gì đó nham hiểm. Cô vội vàng thu tay mình về, luống cuống tiến tới ngồi xuống giường, lục tìm trong tủ miếng dán giảm đau. Đang định gỡ ra rồi dán lên vết thương thì bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy. Anh chiếm miếng dán trong tay cô, quỳ chân xuống đất rồi xoa xoa cổ chân cô. Ở đây xong, xuống dưới một chút nữa. Bộ mặt dịu dàng đó của người đàn ông thực sự hiếm hoi, khiến cho cô bị mê đắm. Từng hành động của anh trong mắt cô như gió mùa xuân vờn nhẹ. Thực sự giây phút đó quá khác biệt với khi mà anh nổi máu điên. Thì ra là anh cũng có những lúc nhẹ nhàng đến như vậy. Xong rồi đấy. Vừa lúc anh ngước nhìn lên, liền bắt gặp ngay ánh mắt say mê không lối thoát của cô. Làn môi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay vuốt vuốt gò má. Hành động tinh tế nhẹ nhàng bao nhiêu. Mọi thứ cứ phơi diễn ra ngay trước tầm mắt của cô. Không thể nào tin được, cô ngớ người bất động mà nhìn anh. Anh đi tắm tiếp đây, em cẩn thận một chút đấy. À, em biết rồi. Nhìn bóng lưng của anh dần khuất, cô tủm tỉm cười không ngớt. Gần bữa tối, anh dìu cô chậm rãi bước xuống từng nấc cầu thang. Từ dưới lầu, hai vợ chồng Giang Bách Hợp nhìn lên, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Đến cả bọn họ còn không dám tin con trai mình có lúc chu đáo đến như vậy. Con bị sao thế, anh cha? Bị tường không có mắt nên lao vào. Anh cười trả lời mẹ. Cô lập tức giải thích. Là ban nãy con không chú ý va vào cửa mẹ à? Con có làm sao không? Ông Hàn Trung Chính lo lắng hỏi. Dạ con đã không sao rồi. Bữa tối ăn xong, cô vịn lên thành cầu thang, khó khăn nhấc chân lên từng bước.
Hàn Trần Phong đi đằng sau, bất lực lắc đầu. Anh khom lưng bế bổng cô lên. Theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh làm gì thế? Thả em xuống đi. Im lặng nào. Em mà còn động đậy, anh sẽ vứt em từ trên này xuống bây giờ. Cô không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa, im thin thít. Nằm trong vòng tay của người đàn ông làm cô cảm giác thật ấm áp. Ánh mắt ngại ngùng thỉnh thoảng liếc nhìn sự khôi ngô tuấn tú của anh. Không ngờ trên đời lại có người kết tinh, ngũ quan hoàn hảo đến như vậy. Anh đưa cô về tận phòng, đến tận giường thì mới chịu đặt cô xuống. Mấy ngày này em đừng đi lung tung, không là vết thương lại sưng lên đấy. Em biết rồi. Cô gật đầu theo bản năng. Ngày hôm sau đi làm, Hàn Trấn Phong vốn định bế cô lên tận phòng thiết kế, nhưng tất nhiên là cô từ chối rồi. Đừng đừng, anh mà còn tạo ra làn sóng dư luận là em sống không nổi đâu đấy. Cũng may Lăng Vi giống như phao cứu tinh xuất hiện kịp thời. Cô cười rạng rỡ vẫy tay. Lăng Vi ở bên này. Từng bước chân Lăng Vi dường như bị ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Trấn Phong đóng băng, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Làm sao thế anh Sa? Không sao, chỉ là hôm qua xả hận không may lỡ đà. Cô giúp tôi lên công ty có được không? Được chứ. Liếc thấy bản mặt không vui của Hàn Trấn Phong, Lăng Vi khó xử. À, nhưng mà tôi... Cô quay đầu liếc xéo anh, răng miệng nghiến ken két như sắp nhào tới lấy mạng anh vậy. Đừng để ý đến tảng băng đó, chúng ta đi thôi. Cô ghé sát tai của Lăng Vi thì thầm. Tôi không muốn làm kẻ thù của cả công ty đâu, xin cô đấy. Lăng Vi giữ lễ nghĩa, nhẹ nhàng cúi đầu chào tạm biệt. Tạm biệt Hàn Tổng, chúng tôi lên trước đây. Sau đó hai cô gái mới rời đi. Suốt dọc đường Lăng Vi liên tục hỏi, sao cô lại đi cùng Hàn Tổng? Không phải lúc nào cũng trùng hợp gặp nhau đấy chứ. Anh Sa cười ái ngại. À, đương nhiên là không phải rồi. Thực ra chúng tôi là hàng xóm, cho nên chạm mặt nhau suốt đấy mà. Bảo sao mối quan hệ của hai người lại tốt đến như vậy? Cũng bình thường, không tốt như cô nghĩ đâu. Sau khi dầu chuỗi tất cả các sự việc, cô nói tiếp. Không không, tôi thấy Hàn Tổng đối xử với cô khá đặc biệt mà. Dường như chỉ có mình cô mới được hưởng đặc quyền đó thôi, anh Sa. Cô thì cứ liên tục rũ bỏ. Đâu có, cô nghĩ nhiều quá rồi, Lăng Vi. Cuộc họp nội bộ công ty diễn ra sáng nay. Hàn Trấn Phong uy nghiêm đi từ ngoài cửa vào, ngồi xuống vị trí trung tâm của chiếc bàn tròn hội nghị. Anh liếc nhìn xung quanh một thoáng rồi lên tiếng. Phòng thiết kế đâu rồi? Sao không ai có mặt thế này? Lưu Tố Như từ sau lưng anh bước lên, cúi đầu nhẹ rồi thì thầm bên tai. Dạ, Hàn Tổng, từ sau khi trưởng phòng thiết kế Viên Tinh Tinh nghỉ việc thì vị trí dẫn đầu luôn luôn bị bỏ trống. Mặc dù anh ủy quyền cho cô Lăng Vi tạm thời quản lý, nhưng dù sao thì cấp bậc của ba người họ vẫn ngang hàng như nhau, nên dù là ai cũng không tiện lộ diện trong cuộc họp cấp cao hôm nay. Người đàn ông đan hai tay đặt trên bàn, nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đưa ra ý kiến. Như thế này đi, cô gọi Hạ Anh Sa tham gia cuộc họp. Dù sao trong nội dung cuộc họp cũng có phần liên quan đến cô ấy. Dạ vâng, vậy tôi đi ngay. Một lát sau đó, anh Sa bất ngờ bị dẫn đến phòng họp. Cô ngớ người nhìn Lưu Tố Như. Thư ký Lưu, chuyện này là... Đây là ý của Tổng Giám Đốc, cô cứ vào trong là sẽ hiểu ngay thôi. Tôi biết rồi. Cô được chỉ dẫn ngồi vào vị trí của trưởng phòng thiết kế. Là phiếu ủng hộ và phản đối đấu đá nhau liên tục, tạo ra cuộc bàn luận xôn xao nhất từ trước đến nay. Hàn Tổng, không thể nào cho cô ta ngồi vào vị trí đó được. Dù sao thì cô ta cũng chỉ là nhân viên mới, ít kinh nghiệm, cũng chẳng phải là trưởng phòng thiết kế chính thức gì cả. Chẳng qua nhờ vào may mắn mới lấy được mấy thành tích còn con thôi mà. Nói thẳng ra cô ta không xứng. Lão Trịnh, ăn nói cho có lý một chút. Cái gì mà dự án còn con? Đó là dự án nút, mà người hợp tác là ông Jack, của hãng tiêu dùng nổi tiếng bên Mỹ. Có thể hợp tác với người đó xem như chúng ta một bước lên mây. Không chỉ được nâng cao số lượng hàng tiêu thụ mà còn có thể cung ứng ổn định trong thời gian dài. Kể cả như vậy thì đã sao nào? Cô ta cũng chỉ là có một chút tài năng nhỏ lẻ, thích lo chuyện bao đồng,
nên ăn may gặp được ông Jack. Ký kết hợp đồng cuối cùng vẫn là do phòng phát triển chúng tôi đảm nhận thôi mà. Ông ăn nói mà không biết ngại sao? Sau một thoáng yên lặng, nghe luồng dư luận của đám nhân viên cấp cao, ánh mắt của Hàn Trấn Phong giống như mũi tên phóng thẳng vào mấy tên cãi cùn còn không biết đỉnh núi Thái Sơn. Cãi nhau đủ chưa? Mấy người là nhân viên cấp cao của công ty nên xem lại cách làm việc của mình đi. Dự án dù lớn hay nhỏ chúng ta đều phải trân trọng, bởi vì đó là công sức mỗi cá nhân bỏ ra. Hơn nữa, dự án nút vốn dĩ không phải là do cô anh Sa ăn may, mà là nhờ vào sự lương thiện và cố gắng. Người ta là một nhân viên thiết kế bình thường mà có thể lấy được dự án về tay. Còn các người thì sao nào? Thời gian 4 tháng có ngắn đâu, vậy mà ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có được, lại còn có cả mặt mũi ở đây hơn thua với người khác cửa. Lời lẽ của Trấn Phong sắc bén như mũi dao ghim vào tai người nghe, làm cho đám người nháo nhào kia phải im bặt. Có lẽ cũng có đôi ba người cảm thấy hổ thẹn. Sắc thái khuôn mặt anh không đổi, tự tin, đĩnh đạc, cao ngạo, lạnh lùng. Từng câu từng chữ đều bị rút gọn, nhưng mà ý tứ trong lời nói chưa bao giờ bị thuyên giảm. Lần này anh Sa không chỉ có công lớn mà còn phải đích thân đi lấy hợp đồng về. Trợ lý của ông Jack hôm qua mới gọi cho tôi, họ yêu cầu anh Sa phải trực tiếp đến ký vào bản hợp đồng thì họ mới chấp thuận hợp tác đấy. Ánh mắt của anh khi mà nhìn sang cô đã giảm bớt nhiều phần lạnh lẽo và gay gắt, thay vào đó là cái nhìn đầy ấm áp, ngọt ngào. Đương nhiên không thể để nhân viên bình thường đi ký kết hợp đồng quan trọng của công ty được. Vì vậy, tôi quyết định bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng thiết kế cho Hạ Anh Sa. Từ trong tập tài liệu trên tay Lưu Tố Nhơ, đặt xuống bàn một văn bản giấy trắng mực đen in con dấu của Chủ tịch Hàn Thị. Đây là ý kiến được cổ đông thứ hai thông qua. Nếu như ai có ý kiến gì thì cứ nói. Trưởng phòng phát triển đứng dậy phát biểu, lời lẽ của ông ta vừa miệt thị vừa xảo trá. Từ trước đến nay, việc ký kết hợp đồng đều là do phòng phát triển chúng tôi đảm nhận cơ mà. Nay để phòng thiết kế đi ký kết thì còn ra thể thống gì cơ chứ? Hàn Trấn Phong điềm tĩnh đến kỳ lạ, cứ như thể là anh đã lường trước được mọi chuyện. Anh liếc mắt nhìn sự ái ngại của anh Sa, rồi quay sang đáp lại trưởng phòng phát triển. Nói như thế thì việc liên hệ khách hàng cũng đâu nằm trong phận sự của phòng thiết kế chứ. Có điều cô ấy vẫn làm tốt hơn bất kỳ ai, vậy cớ sao lại không được ký kết hợp đồng? Trưởng phòng truyền thông đứng dậy tiếp lời. Hàn Tổng, theo tôi vẫn không nên để cô Hạ Anh Sa đi ký kết, càng không nên bổ nhiệm cô ấy làm trưởng phòng thiết kế. Dù sao thì trong phòng thiết kế còn có hai người cũng được xem là thâm niên trong công ty. Làm thế này quả thực là không công bằng. Vậy theo ông, làm thế nào thì mới công bằng đây? Anh thản nhiên hỏi lại. Theo tôi, nên để người nào làm việc lâu nhất lên giữ chức trưởng phòng, vừa có kinh nghiệm vừa có thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Ánh mắt của Trấn Phong không hề bị lay động, tâm anh vững vàng như nước. Nói như thể trưởng phòng truyền thông cũng được xem là kinh nghiệm đầy mình rồi vậy. Dạ, Tổng Giám đốc Hàn nói quá, tôi không dám. Vậy tôi hỏi ông, năng lực của ông ở đâu? Bao năm qua, ông làm nên thành tích gì đột phá? Đằng sau lời kết luận đó của anh là một trò cười giải khuây. Dường như mọi người ai nấy có mặt đều phải bật cười sặc sụa. Ngay cả người đang run sợ là Hạ Anh Sa cũng không nhịn được. Cô dùng tay che miệng cười thầm. Chỉ giữ một mình Hàn Trấn Phong vẫn vững vàng trước gió. Anh dõng dạc tuyên bố. Từ nay trở đi, Hạ Anh Sa là trưởng phòng thiết kế. Nếu như ai không phục thì cứ đến tìm tôi. Sau này tôi không muốn nhìn thấy tình trạng lộn xộn hơn thua như thế này thêm một lần nào nữa. Đặc biệt nếu muốn chỉ trích người khác thì bản thân mình phải có năng lực trước. Đừng lấy cái thâm niên ra mà so sánh với công lao và khổ lao của người khác. Tan họp đi. Trong khi anh Sa còn chưa kịp hấp thu thông tin thì mọi người đã rời khỏi phòng họp rồi. Lưu Tố Như dần bước tới, vỗ nhẹ lên bờ vai run run của cô. Chúc mừng cô nhé, trưởng phòng thiết kế. Chỉ là ăn may thôi. Cô ngại ngùng cười đáp.
Lưu Tố Như ngồi xuống bên cạnh cô khuyên giải. Không phải là ăn may đâu, cô thật sự rất có năng lực. Cô không biết đâu, dự án Nút đã giao cho bao nhiêu người nhưng mà đều thất bại, chỉ có một mình cô là làm được. Và còn cả dự án Cốc Tình Yêu hiện giờ đang được ưa chuộng trên thị trường. Nói nhỏ với cô nhé, tôi cũng vừa mua một bộ cốc để tặng cho bạn trai của mình đấy. Thật sao? Tất nhiên rồi. Tại khách sạn Harry sang trọng, không khí êm dịu nhẹ nhàng, cách bày trí theo lối phương Tây kết hợp Á Đông, thực sự là một nơi nghỉ dưỡng tốt nhất giữa lòng thành phố tấp nập. Hạ Anh Sa cùng với Hàn Trấn Phong bước vào trong thang máy. Cô căng thẳng đến mức cả người run lên bần bật, đôi mắt lờ đãng nhìn vô định, bờ môi mỏng thỉnh thoảng lại cong lên thổi phù một hơi. Anh nghiêng người nhìn cô mà nói, đừng căng thẳng như vậy chứ, dù sao thì đây cũng là bước cuối cùng rồi. Cứ như những lần trước là được, mọi chuyện khác có anh lo. Vâng. Phòng của ông Jack ở trên tầng 5, cửa sổ hướng ra vòm thành phố. Đứng bên cửa sổ có thể chiêm ngưỡng mọi cảnh quan mỹ miều, hào nhoáng. Sau 3 tiếng gõ cửa, họ được mời vào, ngồi bên ghế sofa đặt cạnh thảm kính khổng lồ. Trên bàn đặt sẵn ấm trà nóng, Jack cẩn thận rót trà ra 3 chiếc ly sứ rất nhỏ. Mời uống trà. Cảm ơn ông. Tôi phải cảm ơn cô Hạ mới đúng. May nhờ có cô mà con gái tôi đã hết bệnh rồi. Nhưng mà tôi vốn là người công tư phân minh, vì thế nếu như chất lượng sản phẩm của các cô không đạt yêu cầu thì tôi có thể thu hồi lại hợp đồng bất kỳ lúc nào. Hạ Anh Sa niềm nở gật đầu. Tất nhiên rồi. Ánh mắt của Jack chuyển hướng sang Hàn Trấn Phong như muốn hỏi danh tính. Cô nhận ra ý của ông, vội vàng giới thiệu. Đây là tổng giám đốc, cũng là chủ tịch của tập đoàn BJ, là chồng tôi. Jack tỏ ra khá bất ngờ, nét mặt ưng ý. Còn riêng Hàn Trấn Phong ngạc nhiên đến mức mí mắt không chớp được, toàn thân bất động như cành gỗ khô. Đúng là trai tài gái sắc, hai người rất xứng đôi. Cảm ơn ông đã quá khen. Không làm chậm trễ thời gian của hai người, đây là hợp đồng bên tôi soạn sẵn, mời hai người đọc qua. Anh Sa cúi xuống đọc hợp đồng. Người đàn ông cũng chậm rãi nghiêng đầu về phía cô, hai khuôn mặt gần như sát sàn sạt, nghe rõ hơi thở của đối phương. Dường như khoảng cách gần cũng làm cho nhịp tim hai người nhiễu loạn, cùng dừng lại mấy giây ngắn ngủi say đắm nhìn nhau. Trong đáy mắt họ ẩn giật sự ngọt ngào và bao dung. Đọc xong thỏa thuận hợp đồng, cô không chần chừ gì nữa, cầm bút lên ký xoẹt. Sau đó đến lượt Jack ký tên, cuối cùng là cái bắt tay mang ý nghĩa hợp tác thuận lợi, lâu dài, bền bỉ và thành công. Hợp tác vui vẻ. Mang theo bản hợp đồng rời khỏi khách sạn Harry, cô không ngừng vui sướng. Đối với cô thì lần đầu tiên được thẳng tay ký kết hợp đồng có giá trị lớn đến như vậy, nó quá là sung sướng. Nhất thời không thể nào kiềm được sự xúc động, thỉnh thoảng cô lại bưng miệng cười ha ha. Người đàn ông đi bên cạnh cũng bật cười theo cô. Hình như khi mà thấy cô vui vẻ, anh cũng không kìm được lòng vui mừng theo. Giờ này muộn rồi, có trở về công ty thì mọi người cũng tan ca. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, tiện thể chúc mừng luôn. Anh đưa ra lời đề nghị, cô lập tức đồng ý ngay. Hai người họ cùng ghé vào nhà hàng Tây giữa thành phố nhộn nhịp. Trong khi anh đi tìm bãi đậu xe, cô đứng chờ ở trước cửa. Vừa đúng lúc này, Phong Lục Vĩnh đi ngang qua, nhìn bóng hình quen thuộc thì nán chân hỏi thăm. Xin chào, cô là Hạ Anh Sa của BJ có đúng không? Làn môi mỏng của cô nở ra nụ cười hớn hở, cúi nhẹ đầu xuống rồi lên tiếng chào hỏi. Phong Tổng, chào anh. Đừng khách sáo như vậy chứ, cứ gọi tôi là anh Phong được rồi. Cũng được. Phong Lục Vĩnh quay ngoắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi, cô đi có một mình thôi sao? Anh Sa ngóng trông về phía bãi đậu xe, cô cười đáp, không phải, tôi đi cùng với Hàn Tổng. Vậy à, đúng lúc tôi đi có một mình đấy, có thể cho tôi đi cùng hai người được không? À, chuyện này cô tỏ ra khó xử, dù sao thì cô cũng không nên tự mình quyết định, như thế sợ sẽ chọc tức tảng băng kia cho mà xem. Phong Lục Vĩnh cười phóng khoáng,
Anh ta tỏ ra thân thiện mà nói tiếp. Nếu không tiện thì tôi xin lỗi. Lời lẽ của anh ta có ý của trách. Nếu anh Sa còn không đồng ý, chỉ sợ không lễ độ. Cô đành nhắm mắt mà gật đầu. Cũng chỉ là bữa ăn bình thường thôi, có gì đâu mà không tiện. Anh Phong nếu như không ngại thì cứ đi cùng chúng tôi. Không ngại, đương nhiên là tôi không ngại rồi. Vừa lúc này Hàn Trấn Phong xuất hiện. Anh niềm nở kéo tay của cô đi vào trong. Nhưng cô lại sững sờ tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn sang Lục Vĩnh. Người đàn ông giữ phép lịch sự nói với Lục Vĩnh đôi ba câu. Phong Tổng cũng đến đây sao? Chắc là đang đợi người nữa thì phải. Xin lỗi, chúng tôi phải đi ngay đây, không làm phiền anh. Lục Vĩnh ôn nhu cười, từng cử chỉ nhẹ nhàng như làn gió mùa thu. Ban nãy thì đúng là tôi đang chờ người, nhưng bây giờ đã đến rồi, chúng ta cùng nhau vào trong thôi. Vừa dứt lời, Lục Vĩnh mặt dày bước vào trong. Anh Sa nhân cơ hội kéo anh đến giải thích. Ban nãy anh ta cố tình làm phiền, cho nên em đồng ý để anh ta ăn cùng chúng ta bữa cơm hôm nay. Hàn Trấn Phong đưa người ra tại chỗ, ánh mắt bất lực nhìn cô, rồi lại nhìn bóng lưng của Lục Vĩnh. Cổ họng anh run run như muốn nói gì đó, mãi sau đó mới có thể thốt thành lời. Sao có thể chứ? Anh Sa, não em để trang trí thôi à? Anh làm gì mà nặng lời thế? Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, thêm hay là bớt một người cũng giống nhau cả thôi. Em... Anh còn chưa nói xong, cô đã giảo chân đi vào bên trong. Họ được sắp xếp vị trí ngồi ở bàn tròn dành cho ba người, được đặt ở bên cạnh cửa sổ. Không khí giữa hai người đàn ông làm cho anh Sa cảm thấy nghẹt thở. Cô đành gửi tin nhắn cầu cứu Trình Nhu. Mau đến đây cứu tớ. Sao thế? Tớ bị hai tên điên hành hạ, sắp không chịu nổi nữa rồi. Gửi vị trí cho tớ đi. Được được. 15 phút sau, Trình Nhu có mặt. Cô ngại ngùng bước đến bàn ăn mà anh Sa đang ngồi. Quan sát tỉ mỉ hành động của hai người đàn ông rồi mới lên tiếng. Hai vị cứ tự nhiên dùng bữa, cho tôi mượn anh Sa một lát nha. Nói xong, Trình Nhu với cánh tay của anh Sa kéo cô cao chạy xa bay, lên taxi chở sẵn ở trước cửa rồi bỏ chạy. Anh Sa dựa lưng sau ghế, ngước mắt nhìn lên cao, thở dài. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi vòng tay của hai tên điên khùng kia rồi. May mà có cậu đấy, Trình Nhu. Trình Nhu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần sau đừng có mà bảo mình làm những chuyện giải cứu như thế này. Tim mình sắp rơi ra ngoài rồi đây này. Cô rầu rĩ kể lể. Mình biết phải làm sao. Nếu còn ở giữa hai người đàn ông đó, mình không chỉ bị rơi tim, mà đến thân xác này cũng tan thành vạn mảnh, hồn bay phách tán, không có chốn nương thân. Hai bọn họ không chỉ tranh đoạt, mà còn dùng mình làm bia chắn đạn. Không chỉ có vậy, họ còn tranh đoạt mình giống như thú cưng vậy, đáng ghét. Trình Nhu lắc đầu không ưng ý, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu phân tích vấn đề. Theo mình thì không giống như cậu nói đâu, giống hai gã tổng tài đang tranh đoạt tình yêu thì đúng hơn. Cậu nói xem, số cậu đúng là có phước, biết bao nhiêu người vì cậu mà không ngừng tranh đấu. Cơ thể cô dùng mình, sắc mặt xám xịt. Thôi thôi, phước gì, chứ phước này thì mình không nhận, hay là mình chuyển nhượng cho cậu nhé. Trong thâm tâm của cô đang tự mình oán thán. Là phước lành hay là họa thủy đây? Chỉ có những ai từng trải rồi mới biết được thôi. Ánh mắt Trình Nhu đượm buồn, nhìn bên ngoài cửa kính, khung cảnh điều hưu trong mắt cô ấy trái ngược hoàn toàn so với phố xá nhộn nhịp ở ngoài kia. Được thế thì tốt quá, tớ chỉ mong ngóng một người mà còn không có đây này, huống hồ là chuyển nhượng tất cả. Thấy sự khác biệt trong đôi mắt của Trình Nhu, anh Sa bất an hỏi. Sao thế, cậu có chuyện gì à, Trình Nhu? Không sao, nói vu vơ ấy mà. Công ty BJ từ sáng sớm đã in ỏi tiếng bàn luận xôn xao. Sau khi mà ký kết hợp đồng nút thành công, lãnh đạo cấp cao đã quyết định tổ chức cho toàn công ty một buổi picnic cuối năm. Và bây giờ thì tất cả mọi người đang chốt địa điểm và thời gian. Ngoại thành có sườn núi thấp tên là Yên Xuân. Tôi nghĩ nơi đó rất thích hợp để cắm trại. Ai đồng ý thì giơ tay. Anh Sa ngớ người suy nghĩ. Cô không biết có nên tận dụng cơ hội này
một lần nữa đối diện với nỗi đau trong quá khứ không? Dù sao thì đây cũng là cơ hội nghìn năm có một, cứ như vậy mà bỏ qua thì uổng phí quá. Cô lập tức giơ tay tán thành. Tôi đồng ý. Ánh mắt Hàn Trấn Phong lập tức chuyển hướng, anh chăm chăm nhìn cô. Chỉ cần lướt qua, anh có thể đoán ra được ý nghĩ trong cô, đành giơ tay bỏ một phiếu. Tôi cũng đồng ý. Cuối cùng thì địa điểm được chọn là sườn núi ở Yên Xuân. Thời gian xuất phát là sáng thứ sáu tuần này. Ngày hôm đó, tiết trời lập xuân, mát mẻ, không còn cái lạnh thấu xương của mùa đông, khí trời dễ chịu hơn rất nhiều. Chiếc xe buýt đã phủ kín chỗ, chỉ còn hai vị trí. Một bên là ở bên cạnh Hàn Trấn Phong, một là ở đằng sau anh. Đương nhiên, hai vị trí đắc địa sẽ dùng cho hai người được xem là quan trọng nhất trong BJ. Sau khi cất hành lý, Tiêu Vũ Mẫn cùng với anh Sa bước lên xe. Nhìn thấy vị trí ở bên cạnh Hàn Trấn Phong vẫn đang còn trống, đôi chân của Tiêu Vũ Mẫn rảo bước, cô ta từ đằng sau cố gắng luồn lách đi đằng trước. Hàn Tổng, tôi có thể ngồi cạnh anh được không? Hàn Trấn Phong liếc nhìn ánh mắt giận dữ của anh Sa. Anh không nhìn Tiêu Vũ Mẫn lấy một cái nào, chỉ cho cô ta một đống muối vào mặt. Cô ngồi đằng sau đi. Không cần anh phải nói ra, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Điều đó làm dấy lên luồng dư luận không hề nhỏ. Trên dưới công ty đều cho rằng Tiêu Vũ Mẫn bị thất sủng, hạ anh Sa lên ngôi. Người được Hàn Tổng yêu ái chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong công ty. Ít nhiều những kẻ khác đều phải có đôi ba phần nể mặt mũi. Mọi người đều an tọa, ngay cả Tiêu Vũ Mẫn không ưng thuận vị trí của mình, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng ngồi xuống. Anh Sa liếc nhìn bản mặt người đàn ông rừng rưng ở bên cạnh. Cô nửa oán giận, nửa vui mừng bước tới, rồi ngồi cạnh anh. Xuất phát thôi. Hàn Tổng lên tiếng thúc giục. Suốt cả chặng đường, người đàn ông nhắm mắt, giả vờ ngủ, làm cho cô cũng chẳng nói được câu nào. Dần dần cô ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Đầu cô lắc lư trên điểm tựa của ghế, có khi gật gù, suýt chút nữa ngã nhào xuống sàn. Thấy như vậy, Hàn Trấn Phong bèn dùng tay đỡ đầu cô, nghiêng sang cánh vai mình để cô có điểm tựa mà say nồng giấc ngủ ngon. Tiêu Vũ Mẫn mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng ân ái trước mặt mình, quặn lòng co thắt nỗi đau, dồn chặt bao nhiêu ấm ức lên từng mảnh vụn trái tim. Từ trước đến nay, cho dù cô ta có chủ động như thế nào thì anh vẫn không mảy may để ý. Vậy mà giờ đây lại sẵn sàng để cho anh ra dựa đầu lên vai, lại còn say mê ngắm nghía và mỉm cười nữa. Tất cả những điều này đều làm cho Tiêu Vũ Mẫn cảm thấy chướng tai gai mắt. Cô ta bắt đầu nhen nhóm những ý định xấu xa trong lòng mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.